Chương 2660, tại Hạ Chu Hằng. Một bóng người hiện lên, thật giống như từ nơi sâu xa đi tới, sau đó mặt kính run rẩy dữ dội, một cái đầu người nhô ra mặt kính, đẩy lên cao một thước, thật giống như muốn phá gương mà ra, nhưng tấm gương nắm giữ tính dai rất mạnh, không có để người kia thực hiện được. Nhưng tiếp đó, hai tay của người kia cũng theo đi ra, chỉ khe khẽ rung lên, đùng, mặt kính từng mảnh từng mảnh phá nát, xoảng lang lan rơi xuống. Một bóng người xuất hiện, đứng ở trong gương, T Thật có một người qua lại vị diện, tiến vào tiên vực. Đám người lăng hàn ngưng mắt nhìn, đây là một người trẻ tuổi nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng đây chỉ là thứ yếu, khí thế của hắn quá hào hùng, để lôi vân càng ngày càng dày đặc, như muốn dùng toàn bộ năng lượng của thiên địa đánh xuống. Ôi, người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười ý tứ không tốt, khí thế đáng sợ kia lui đi thật nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền trở nên không khác người bình thường, thiên địa lôi kiếp mất đi mục tiêu oanh kích liền dồn dập tản đi lăng hàn trợn mắt ngoác mồm người trẻ tuổi này tuyệt đối là một thiên tôn nhưng lại có thể lừa gạt thiên địa quá kinh người ánh mắt ngoã lý quét hình người kia hoàn toàn không biết lợi hại là gì có điều tựa hồ tính khí của người trẻ tuổi này rất tốt ánh mắt quét mọi người một vòng cười nói chào mọi người ta tên chu hằng đến từ một vị diện khác phương thức lên sàn như vậy đám người lăng hàn không khỏi vô ngữ một vị thiên tôn lại không hề có tính khí như vậy không nói phong hào tự giới thiệu, quá quái dị. Ngõa lý cao mày, trên người hắn có loại đồ vật chặn lại quét hình của ta. Chiến binh của khoa kỹ vị diện, Chu Hằng chăm chú nhìn ngõa lý, gật gù, cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm kỷ nguyên cũng chưa chắc tạo ra được một vị. Đám người lăng hàn càng thêm khiếp sợ, Chu Hằng thiên tôn này tựa hồ thấu hiểu rất nhiều vị diện. Phải biết toàn bộ nguyên thế giới chính là người đánh ta, ta thôn phệ ngươi, một thiên tôn vị diện khác giáng lâm, lại sẽ mang đến đại tai nạn khủng bố thế nào đạo hữu là tu loại thuật pháp hồng trần luyện tâm chứ? Chu Hằng nhìn về phía Thanh Thanh, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Vị diện siêu cấp thấp rất khó bước ra bước thứ hai, nhưng đạo hữu có thể mở ra lối riêng, phần thiên phú này để tại hạ khâm phục. Đám người lăng hàn như ở trong mơ, thiên tôn là tồn tại châu bò, cao cao tại thượng cỡ nào, mở miệng ngậm miệng chính là bản tôn làm sao làm sao, nhưng Chu Hằng tự xưng tại hạ, thật khiến người ta không thể tin được. Có điều, Chu Hằng lại xưng Thanh Thanh là đạo hữu, đạo hữu, Hí, đám người lăng hàn cũng hít một ngụm khí lạnh, lẽ nào Thanh Thanh cũng là một tên thiên tôn. Toàn bộ tiên vực chỉ có bốn vị thiên tôn, vô nhạc, cửu ngũ, phong tình còn có. Thanh Hỏa, Thanh Thanh, Thanh Hỏa, Thanh Thanh cũng nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt của nàng vẫn có vẻ mờ mịt như cũ, nhưng đang từng chút trở nên trong suốt. Đốt, Chu Hằng đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhất thời như chống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ. Vô, đám người lăng hàn đều cảm giác đầu óc chìm xuống, khi tỉnh táo lại, thật giống như trong thân thể có thêm món đồ gì, không nói được là cái gì, nhưng tựa hồ để bọn họ đối với thiên địa đại đạo có một loại thể ngộ mới. Đây là thiên tôn tặng cho bọn họ sao? Ánh mắt của Thanh Thanh lập tức trở nên trong suốt, oanh, trong nháy mắt, cơ thể nàng lưu chuyển ra khí thức trí cao vô thượng, phảng phất như một vị thần linh, phàm phu tục tử chỉ có phần quỳ xuống đất cung bái. Thiên tôn, tuyệt đối là khí thức thiên tôn, Thanh Thanh, không, Thanh Hỏa thiên tôn lập tức thả ra khí thế vô thượng, nàng nhìn Chu Hằng, khẽ nhíu mày, nhân vật mạnh mẽ này làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng đường đường thiên tôn há có thể e ngại ai, oanh, trên đầu nàng bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, ngay cả tiên vương tầng chín thấy cũng phải run rẩy. Đám người lăng hàn cũng nghe rằng, bọn họ lại sóng vai cùng một vị thiên tôn nhiều ngày như vậy, còn xem đối phương là tiểu nha đầu bảo vệ, thậm chí lăng hàn còn muốn thu nàng làm đệ tử. Chu Hằng nói, thanh hỏa thiên tôn là ở hồng trần luyện tâm, xem ra thanh hỏa thiên tôn là cố ý áp chế tu vi, hóa thành phàm nhân đầu nhập vào hồng trần, mài rũ đạo tâm để đi ra bước thứ hai. Mỗi người đều là một phần tử của thiên địa, đều nắm giữ lực lượng thiên địa, chỉ là phàm nhân tầm thường, không cách nào phát huy mà thôi. Mỗi người đều là một bảo tàng, ngươi là người nào, đến từ nơi nào, thanh hỏa thiên tôn hỏi, nhưng nàng vẫn là dáng dấp tiểu cô nương bảy, tám tuổi như cũ, âm thanh non nớt, tương phản rất lớn. Thiên tôn thiên địa bất sung, từng đạo từng đạo chấp giật đánh xuống, nhằm vào thanh hỏa thiên tôn, nhưng đối với thiên tôn mà nói cái này tự nhiên là chút lòng thành, ngay cả né tránh chống đỡ cũng không cần. Chu Hằng khẽ mỉm cười, tại hạ không có địch ý, mục đích tới đây rất đơn giản, muốn mời cường giả như đạo hiếu, còn có trẻ tuổi Tuấn Kiệt đi vị diện siêu hạng. Đi vị diện siêu hạng, xin hỏi đại nhân, vị diện siêu hạng là cái gì, càng mạnh hơn vị diện cao đẳng sao? Lăng Hàn đánh bạo hỏi, hắn cảm thấy tên thiên tôn này tựa hồ rất dễ nói chuyện. Tính cách có chút giống hắn, chỉ cần không chạm tới giới hạn của hắn đều rất dễ nói chuyện nhưng nếu như chạm phải vậy giết người liền tàn nhẫn không kém gì ai chu hằng gật đầu vị diện siêu hạng tổng cộng có bốn cái nhưng hiện tại chỉ còn dư lại một cái sắc mặt của hắn có chút trầm trọng tất cả mọi người kinh ngạc bản chất của chiến tranh vị diện chính là thôn vệ theo lý thuyết vị diện siêu hạng mới bốn cái hiện tại còn lại một cái vậy ba cái khác tự nhiên đã bị một cái này cắn nuốt rồi hẳn là vô địch a người sầu cái gì chứ chu hằng nhoẻn miệng cười được rồi ta nói từ đầu một lần cho các ngươi rõ ràng tính khí của vị thiên tôn này xác thực rất tốt toàn bộ nguyên thế giới thật giống như một con rắn từng cái từng cái vị diện lần lượt sắp xếp từ mạnh đến yếu mà vị diện già sẽ từ từ đi hướng tử vong vị diện mới sẽ sinh ra sinh sôi liên tục chu hằng nói hắn suy nghĩ một chút lại nói nói là rắn không bằng nói là một thái cực sinh tử tuần hoàn có lẽ là rất sớm trước đây Mỗi vị diện của nguyên thế giới đều hoàn toàn độc lập, không có thông đạo, cũng không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên cũng không có chiến tranh vị diện. Chương 2661, Lục bộ thiên tôn thượng. Nhưng đến một thời gian tiết điểm nào đó, người trên một vị diện già không cam lòng bổn vị diện tan vỡ, hóa thành hư vô, bọn họ liền sáng tạo ra một loại sinh linh mạnh mẽ, tên là cuồng loạn. Bản chất của cuồng loạn chính là thôn phệ, lấy ra năng lượng của một vị diện đến bổ sung vị diện già kia. Dựa vào cuồng loạn cái vị diện già này kéo dài hơi tàn mấy trăm kỷ nguyên. Nhưng cuồng loạn hấp thu quá nhiều lực lượng thiên địa, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, người của vị diện già kia không còn cách nào khống chế nó. Vị diện già kia liền thành vật hy sinh của cuồng loạn, bị nó thôn phệ. Cuồng loạn bắt đầu thôn phệ vị diện vô tận, không ngừng mạnh mẽ, đến cuối cùng, bản thân nó cũng thành vị diện, cũng là vị diện mạnh nhất, dựa theo quy tắc của nguyên thế giới, nó xếp ở phía trước nhất. Nó vẫn thôn phệ như cũ, nhưng phía sau nó là bốn vị diện siêu hạng mạnh mẽ, cường giả vô số để bước chân xâm lược của nó giảm chậm lại. nhưng vô số kỳ nguyên sau, ba vị diện siêu hạng kia toàn bộ bị cuồng loạn thôn phệ, siêu cường giả của ba vị diện siêu này toàn bộ lùi tới vị diện siêu hạng cuối cùng, cùng cường giả vị diện siêu hạng thứ tư liên thủ đối kháng cuồng loạn. dù như vậy, chúng ta vẫn rơi vào hạ phong, cứ theo đàn này, một ngày nào đó vị diện siêu hạng cuối cùng cũng đắm chìm. đến thời điểm ấy, toàn bộ nguyên thế giới đều sẽ bị cuồng loạn thôn phệ rơi vào trong hắc ám, hỗn loạn vĩnh viễn. Dưới tình huống như vậy, nguyên thế giới cũng bị bách bức tự cứu, khởi động chiến tranh vị diện, nỗ lực sáng tạo ra càng nhiều vị diện siêu hạng. Tất cả mọi người ngoác mồm lè lưỡi, chiến tranh vị diện lại là đến như thế. Mục đích này lại còn cực kỳ cao thượng, vì đối kháng kẻ hủy diệt toàn bộ nguyên thế giới. Lăng Hàn không rõ nói, tại sao phải sáng tạo ra càng nhiều vị diện siêu hạng. Chu Hằng nở nụ cười, bởi vì cảnh giới càng cao, liền cần vị diện càng cao đẳng đến phóng thích sức chiến đấu tỷ như tại hạ nếu như thả ra tu vi thiên địa nhằm vào sẽ cực kỳ lợi hại không phải thiên địa áp chế tại hạ chính là tại hạ phá nát trời không biết chu hằng là ai có thể xem lại bộ kiếm động cử thiên của nhóm mình thiên tôn thiên địa bất dung tại sao dị vực chậm chạp không thể đánh hạ tiên vực bản thân thiên địa tiên vực kỳ thực mới là vũ khí mạnh mẽ nhất nếu không thì cường giả dị vực đã sớm tiến quân thần tốc vì lẽ đó một khi vị diện siêu hạng cuối cùng bị cuồng loạn thôn phệ như vậy những siêu cấp cường giả kia không còn căn cơ thì làm sao đối kháng cuồng loạn ngay cả nguyên thế giới cũng bị ép thay đổi quy tắc khởi động chiến tranh vị diện chế tạo ra vị diện càng mạnh mẽ hơn có thể thấy được cuồng loạn đáng sợ đến cỡ nào thanh hỏa thiên tôn lặng lẽ không hề có một tiếng động mục tiêu của nàng cùng phong tình cửu ngũ thiên tôn chỉ là vì siêu thoát có thể không bị vùng thế giới này ảnh hưởng ở trong các vị diện tùy ý ngao du chân chính không bị ràng buộc nhưng bây giờ nghe chu hằng nói kháo từ đâu tới chân chính siêu thoát một khi cuồng loạn giết tới vậy hết thảy vị diện đều sẽ biến mất thiên tôn siêu thoát chỉ là có thể thoát khỏi ràng buộc của bổn vị diện có thể sinh sống ở một vị diện tùy ý mà không cần lo lắng vấn đề thực lực suy yếu nhưng ngay cả vị diện cũng không còn thiên tôn kỳ thực không khác phàm nhân như vậy ở đâu tới siêu thoát vẻ mặt lang hàn nghiêm túc hắn không nghĩ tới tình thế lại sẽ nghiêm trọng đến như vậy so sánh với đó dị vực xâm lấn đã biến thành chút lòng thành. Đại nhân lại đây, chính là vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả đến đối kháng cuồng loạn sao? Lăng Hàn hỏi, Chu Hằng gật đầu, hiện tại chúng ta ngăn cuồng loạn trở ở ngoài vị diện siêu hạng cuối cùng, nhưng thương vong của chúng ta cũng rất lớn, cần càng nhiều người bổ sung máu mới. Vì lẽ đó, tại hạ qua lại ở mỗi vị diện, tìm kiếm người ưu tú mới mang về vị diện siêu hạng tiến hành bồi dưỡng. Hắn dừng một chút, tại hạ sẽ không ép buộc, nhưng vẫn hy vọng người thiên phú chắc việt có thể theo tại hạ đi bằng không một khi cuồng loạn công hãm vị diện siêu hạng vậy hết thảy đều sẽ thành cho ầm um, đúng lúc này chỉ thấy một cái xúc tu to lớn đột nhiên xuất hiện quất tới đám người thanh hỏa thiên tôn cùng lăng hàn cây xúc tu này toàn thân đen kịt phía trên kết phù hiệu không cách nào hình dung vừa xuất hiện liền để thiên địa kêu rên miễn cứng xé ra một góc vô tận mưa máu rồn rập rơi xuống thật giống như băng diệt không được chu hằng đại biến hắn vươn tay phải ra trong tay đã có thêm một thanh kiếm, một kiếm lên cao, vang chín tầng trời. Thanh hỏa thiên tôn cũng nũng nịu một tiếng, song trưởng đánh ra, hỏa diễm giật động. Oanh, xúc tu đánh vào, thanh hỏa thiên tôn bị quất bay ra ngoài, chỉ có chu hằng mới miễn cưỡng thả người chạy tới, vung kiếm chém ra, cắt ở trên xúc tu. Phốc, kiếm chém vào, nhưng xúc tu không có dòng máu gì bão tố ra, mà run rẩy một hồi, hóa thành bọt nước, hoàn toàn biến mất. Đây là một đạo lạc ấn tinh thần của cuồng loạn, nó hẳn bắt giữ được vạ độ của vị diện nơi này theo đuôi ta tới cũng còn tốt cái vị diện đang này đã phá hủy cuồng loạn không thể trở lại chu hằng thu kiếm nói một câu sau đó nhìn về phía thanh hỏa thiên tôn thanh hỏa thiên tôn rất thảm gắng gượng chống đỡ một kích này lồng ngực trực tiếp lõm vào nàng miễn cưỡng bỏ dậy oanh ngọn lửa trên người cuốn múa thương thế đang chậm rãi phục hồi như cũ đám người lăng hàn nhìn mà cả người sinh ra hàn ý thanh hỏa thiên tôn bị quất một cái liền trọng thương mà phải biết, kia chỉ là một đạo lạc ấn tinh thần của cuồng loạn. Thực lực tranh lệch cỡ nào, Lăng Hàn lại nhìn về phía Chu Hằng, vị này hẳn còn mạnh hơn vô nhạc thiên tôn, nếu không thì, hắn cũng không thể chém chết lạc ấn tinh thần của cuồng loạn. Chu Hằng nhìn Lăng Hàn nở nụ cười, thiên tôn tổng cộng chia làm thất bộ, ta là lục bộ thiên tôn. Đệt, mấy người Lăng Hàn không nói gì, chẳng trách thứ này mạnh như thế, lại là lục bộ thiên tôn. Phải biết, vô nhạc thiên tôn chỉ là nhất bộ thiên tôn đỉnh cao, liền có thể đấu sức cửu ngũ, phong tình hai đại thiên tôn liên thủ, lục bộ thiên tôn cường đại cỡ nào. Vậy cuồng loạn thì sao? Lăng Hàn vẫn rất tò mò, cuồng loạn đã sớm đạt đến thất bộ đỉnh cao, hiện tại bản thân hóa thành vị diệt, đã không cách nào dùng đẳng cấp của thiên tôn đến cân nhắc nó. Chu Hằng suy nghĩ một chút mới nói, chương 2662, lục bộ thiên tôn hạ. Nói cách khác, mạnh hơn thất bộ thiên tôn, điều này cũng rất bình thường, bằng không ba vị diện siêu hạng cũng sẽ không bị diệt mất thương thế của thanh hỏa thiên tôn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mở miệng bản tôn quyết định theo ngươi đi vị diện siêu hạng ở trong vị diện này thành tựu của nàng hầu như đạt đến đỉnh cao không có khả năng bước ra một bước trừ khi tiên vực đổ nát nàng có thể hấp thu đến lực lượng của thiên địa mới có hy vọng bước ra bước thứ hai thực hiện siêu thoát nhưng thứ nhất kia chỉ là khả năng thứ hai cuồng loạn kinh khủng như vậy không hẳn có thể đợi đến một ngày như thế thứ ba vị diện siêu hạng có thể nuôi dưỡng được thất bộ thiên tôn vậy nàng đi tới tự nhiên cũng có không gian trưởng thành càng rộng lớn hơn chu hằng vui vẻ gật đầu ta cảm ứng được vị diện này còn có ba thiên tôn cái này cũng là đối tượng cần tranh thủ còn có người trẻ tuổi cũng là hy vọng của tương lai ta chỉ có thể tới một lần phải mang toàn bộ người có thể mang đi vị diện siêu hạng khẳng định có tồn tại tương tự vị diện đăng có thể chỉ dẫn hắn con đường quay về cùng đi chứ chu hằng đưa tay thù đám người lăng hàn vào trong ống tay của hắn nhưng hắn không có ra tay với thanh hỏa thiên tôn tuy thực lực của đối phương không bằng hắn, nhưng dù gì cũng là thiên tôn. Có thể bước vào cảnh giới này, đều là thiên tài vô thượng. Chu Hằng vung kiếm chém một cái, phá tan hư không, hắn lập tức tiến vào, thanh hỏa thiên tôn hơi do dự, cũng một cước đi vào theo. Thiên tôn quá mạnh mẽ, Chu Hằng chân trước tiến vào hư không, chân sau đã đi ra. Bọn họ đi tới trên một ngọn núi, trên đỉnh núi có một cung điện, lấy thị lực mạnh mẽ của mọi người đều có thể thấy rõ, phía trên viết ba chữ phong tình điện, giật động ra khí tức vạn cổ bất diệt. Tay Chu Hằng run lên, tất cả mọi người rơi xuống ở trên mặt đất, thân hình hắn lại chấn, đã đánh tan hết thảy khí tức thiên tôn, miễn cho bị thiên địa nhầm vào, lấy hắn mạnh mẽ, dưới phát huy toàn lực, tiên vực vị diện chỉ có phần đổ nát. Thanh hỏa thiên tôn cũng đến, nhìn thấy Chu Hằng thu hồi khí tức, nàng cũng không tiện khoe khoang, người ta là lục bộ thiên tôn cũng khiêm tốn như vậy a. À. Nàng cũng thu hồi khí thế, nhưng không thể như Chu Hằng, chỉ có thể duy trì một đoạn ngắn thời gian, sau đó vẫn sẽ bị thiên địa nhầm vào. bọn họ cất bước mà đi, đi về phía trên đỉnh ngọn núi. lớn mật, có người nhảy ra ngoài, chặn lại đường đi của bọn hắn. đây là một người trẻ tuổi, tu vi thăng nguyên cảnh, hắn hiển nhiên không quen biết thanh hỏa thiên tôn, càng không thể biết chu hằng. nhưng đối với lang hàn hắn là không xa lạ chút nào, lập tức thất thanh nói: lang hàn, hắn quá giật mình, một thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại dám xông đến thiên tôn phủ đây là ăn mật thiên long sao lăng hàn cực kỳ bình tĩnh tự nhiên nắm chắc nói tại hạ theo hai vị tiền bối lại đây kính xin phong tình thiên tôn quất hiện nói chuyện người trẻ tuổi kia nổi giận ngươi là sao dám nói lời như vậy thiên tôn a là ngươi muốn gặp liền có thể gặp cái gì đi cùng hai vị đại nhân hắn không quen biết bất cứ ai nhiều nhất cũng chỉ là tiên vương còn muốn mời thiên tôn ra mặt ngươi không phải nói chuyện viển vông sao thật to gan lại dám xông vào phong tình điện ta vậy thì một cái cũng không cần đi hắn uy nghiêm đáng sợ nói trong lòng lăng hàn cười thầm hắn tự nhiên là cố ý đào hầm cho đối phương bằng không hắn có thể báo tục danh của thanh hỏa thiên tôn ra chu hằng liếc mắt nhìn hắn lại chỉ khẽ mỉm cười không hề có ý mở miệng trách cứ lăng hàn biết vị này lúc còn trẻ phỏng chừng cũng là một kẻ ham chơi cho nên mới mặc hắn hồ đồ người trẻ tuổi của phong tình điện kia phát ra tiếng thét dài rất nhanh thì có hai nhân vật mạnh mẽ lại đây, trên người có màu sắc khác nhau quấn quanh. Tiên vương, một tên là tầng 3, một tên tầng 5, khá ghê gớm. Hai tên tiên vương này trước tiên quét mọi người một hồi, bọn họ chủ yếu là đang tìm Vô Nhạc thiên Tôn, vị này thực là quá đáng sợ, chiến một trận liền đánh ra uy danh ngập trời. "Ân, vị kia không có mặt." Hai đại tiên vương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị kia không có mặt là tốt rồi. Tiên vương tầng 3 kia nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ lăng hàn người cho rằng bất nhạc thiên tôn lên tiếng ngươi liền có thể tùy ý làm bậy sao dám to gan xông vào phong tình điện ta ngươi đây là tự tìm đường chết dưới tình huống bình thường không ai dám trái mệnh lệnh của thiên tôn nhưng lăng hàn lại chủ động xông vào phong tình điện vậy nếu không đánh giết hắn phong tình nhất mạch còn có mặt mũi gì đây là giới hạn tuyệt không có thể đạp phá lăng hàn khẽ mỉm cười ta đi theo hai vị đại nhân lại đây có chuyện quan trọng thương lượng với phong tình thiên tôn, còn không mau đi bẩm báo. Làm càn, tiên vương tầng ba kia quát mắng một tiếng, đưa tay tóm tới lăng hàn, hắn không dám giết lăng hàn, nhưng không ngại bắt lăng hàn, giao cho phong tình thiên tôn xử lý. Mọi người hòa hòa khí khí, hà tất đánh nhau, chu hằng khẽ mỉm cười, đưa tay ra, dễ dàng liền nắm cổ tay của tiên vương tầng ba kia. Tiên vương tầng ba kia đầu tiên là sướng sờ, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Cổ tay bị nắm, hắn căn bản không có cảm giác đến. T, thực lực của hai bên đến cùng kém nhau bao nhiêu. Tiên vương tầng năm kia cũng kinh hãi, Chu Hằng không có toát ra khí thế bá đạo, nhưng ra tay kinh người như vậy, để hắn không thể tin tưởng, không thể tin tưởng. Thực lực như vậy, thậm chí ở trên hắn, hắn vội vã phát ra tín hiệu, gọi tới giúp đỡ càng mạnh hơn. Vừa vặn, ngày hôm nay phong tình nhất mạch đến một người mạnh nhất. Ngự hư tiên vương, chỉ một hồi, khí thế kinh khủng lưu truyền, đến một vị trí cường giả. Ngự hư tiên vương, hầu như là người thứ nhất dưới thiên tôn. Lăng Hàn, con mắt của ngự hư tiên vương không khỏi căng thẳng, một tên thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại có thể để thiên tôn cũng cảm giác gai góc, Lăng Hàn tuyệt đối là người thứ nhất trong lịch sử. Mà hắn lúc trước muốn khởi nguyên ma phương trên người Lăng Hàn lại cũng không thực hiện được, cái này cũng là hắn khó có thể tiêu tan. Có thể làm cho nhiều tiên vương tầng 9 còn có thiên tôn ghi vào trong lòng như vậy, phỏng chừng Lăng Hàn là độc nhất. Ngự hư tiên vương vừa định phát huy, nhưng ánh mắt quét đến Thanh Hỏa Thiên Tôn, nhất thời dùng mình. Chương 2663, Phong Tình Điện. Người khác không biết Thanh Hỏa Thiên Tôn, đó là bởi vì không có tư cách, mà hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Phong Tình nhất mạch, làm sao có khả năng không biết vị này. Hắn vội vã cung kính vái chào nói: "Bái kiến Thanh Hỏa đại nhân." Phốc, hai tên tiên vương lúc trước nhất thời phun ra ngoài, cái gì? Tiểu nha đầu kia lại chính là Thanh Hỏa Thiên Tôn. Đây là tại sao a, à, không phải Thanh Hỏa Thiên Tôn cùng Phong Tình Cửu Ngũ ở một trận doanh sao, sao bây giờ cùng Lăng Hàn đứng chung một chỗ. Thanh Hỏa Thiên Tôn tự nhiên xem thường giải thích, nàng thậm chí ngay cả Ngự Hư Tiên Vương cũng không thèm để ý, ngược lại lần đi này do Chu Hằng làm chủ là được. Nhìn thấy thái độ của Thanh Hỏa Thiên Tôn như vậy, trong lòng đám người Ngự Hư Tiên Vương suy nghĩ miên man, lẽ nào Thanh Hỏa Thiên Tôn theo phe Vô Nhạc Thiên Tôn? Phải biết, phong tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn liên thủ mới có thể đối kháng Vô Nhạc Thiên Tôn, như vậy Thanh Hỏa Thiên Tôn lựa chọn liền nắm giữ tính quyết định ngã về một bên nào, bên đó liền có thể chiếm thượng phong. bái kiến thanh hỏa đại nhân, hai tên tiên vương lúc trước vội vã quỳ gối xuống, bọn họ không có khí phách cùng ngạo nhiên như ngự hư tiên vương, nào dám chỉ là vái chào, hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ. người trẻ tuổi kia cũng bị dọa thảm, hắn lại dám hò hét với thiên tôn, đây là sống thiếu kiên nhẫn đến cỡ nào a? À? hắn phục sát đất, hành lễ bồi tội với thanh hỏa thiên tôn. thanh hỏa thiên tôn rốt cục mở miệng, phong tình đi ra, ha ha thanh hỏa đạo hữu đến chỗ bản tôn, cũng không thông cáo sớm một chút, để bản tôn chuẩn bị trà nước chiêu đãi thật tốt. Trong một tiếng cười dài, phong tình thiên tôn xuất hiện, phong thần tuấn lãng, nhưng lãnh khóc vô tình. Thanh hỏa thiên tôn hừ một tiếng, chỉ chỉ chu hằng. Hắn có chuyện muốn nói với ngươi, không phải bản tôn. Phong tình thiên tôn kinh ngạc, nghe khẩu khí này của thanh hỏa, nàng tựa hồ tràn ngập kiêng kỵ chu hằng, cần phải biết rằng, tiên vực nguyên bản là tam đại thiên tôn, hiện tại là bốn, không còn thứ năm, Thiên Tôn còn có cái gì phải kiêng kỵ? Hắn ngưng mắt nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì hắn thực không nhìn ra Chu Hằng có chỗ đặc thù gì, bình thường không có gì lạ. Ngự Hư Tiên Vương đứng dậy nói: "Các hạ là ai, có chuyện gì nói với ta liền được." Nếu để cho một tên tiên vương trực tiếp nói chuyện với Phong Tình Thiên Tôn, vậy không phải phá mặt mũi của Phong Tình Thiên Tôn sao? Vì lẽ đó, hắn làm đệ tử nhất định phải đứng ra. Lăng Hàn cũng đứng ra, tiên vương không có tư cách nói chuyện với Phong Tình Thiên Tôn vậy ngự hư thì có tư cách nói chuyện với chu hằng sao hắn cười nói ngự hư ở trước mặt chu tiền bối há cho phép ngươi vô lễ ngự hư tiên vương không khỏi giận dữ một thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại dám gọi thẳng tên của hắn đừng nói hắn ngay cả đại bộ phận tiên vương thấy hắn cũng phải cung kính kêu một tiếng ngự hư đại nhân tiên vương tầng 9, một bước một thiên địa cái này không phải là nói chơi ta liền thay vô nhạc đại nhân quản giáo ngươi một chút hắn lấy tay tóm tới lăng hàn làm sao cũng phải cho tiểu tử này ăn chút đau khổ. Chu Hằng khẽ mỉm cười, ánh mắt khẽ nhếch, một đạo kiếm ý chém ra, khí thế vô thượng lưu chuyển, thiên địa nhất thời thay đổi sắc mặt, lôi vân cuồn cuộn, muốn hạ xuống đại kiếp xóa hắn đi. Ngự hư tiên vương ngơ ngác thất sắc, đây tuyệt đối là thiên tôn chi uy. Đệ, đệt, đệ, tiên vực lúc nào xuất hiện thiên tôn thứ năm, rơi ạ, à, lẽ nào lăng hàn là phát ngôn viên của thiên tôn sao, phàm là hắn xuất hiện, luôn có thể mang ra một tên thiên tôn đến. Đạo hữu bất giận, phong tình thiên tôn vội vã ra tay, ngăn cản Chu Hằng. Oanh, hai đại thiên tôn liều mạng một kích, Chu Hằng nhàn nhạt mà cười, cấp tốc thu lại khí thức thiên tôn, trở nên như người bình thường. Phong tình thiên tôn lại đằng 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 lùi lại, mỗi lùi một bước thiên địa liền rên rỉ, thật giống như muốn đổ nát. Thấy cảnh này, bọn người ngự hư tiên vương líu lưỡi, thậm chí cả người run rẩy. Phong tình thiên tôn lại không địch lại, hơn nữa còn không phải rơi xuống hạ phong đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn không địch lại, kém quá nhiều quá nhiều. T, trước có vô nhạc thiên tôn, hiện tại lại nhiều người này, đây là tiết tấu muốn lật trời sao. Phong tình thiên tôn cũng đại biến, hắn thở phào nói. Các hạ là người nào? Tại hạ Chu Hằng, Chu Hằng vẫn khiêm tốn như cũ, nhưng khiêm tốn quá đáng chính là kiêu ngạo, đặc biệt là hắn đã hiển lộ ra thực lực. Chu Đạo Huynh là lục bộ thiên tôn, thanh hỏa thiên tôn rốt cục mở miệng, nhưng vừa mở miệng liền để mọi người suýt chút nữa hù chết. Lục bộ thiên tôn, cường giả như vậy coi như đi dị vực cũng hoàn toàn vô địch, thậm chí có thể đánh dị vực đổ nát, chính là tồn tại vô thượng chân chính siêu thoát. Phong tình thiên tôn vừa khiếp sợ lại không rõ, nhân vật như vậy làm sao có khả năng sinh ra ở tiên vực. Vị diện siêu cấp thấp căn bản không đủ để chống đỡ. Dù là phong tình thiên tôn cũng giật mình rất lâu, lúc này mới khôi phục chấn định, một lần nữa vái chào nói. Xin chào Chu Đạo Huynh, lục bộ thiên tôn, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Chu Hằng vẫn một bộ kỳ thực ta chẳng có cái gì cả, hắn cười nhạt tại hà có chuyện quan trọng thương lượng với chư vị mời vào trong điện ngồi xuống lại nói phong tình thiên tôn cười nói hắn rất bình tĩnh nếu như chu hằng muốn đối phó hắn căn bản không cần phiền toái như vậy lục bộ thiên tôn quá mạnh mẽ chu hằng gật đầu tất cả mọi người tiến vào phong tình điện đi mời hai vị khác tới a à. thân thể chu hằng run lên từ trong cơ thể đi ra hai hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc hai hư ảnh xé ra không gian rời đi chỉ một lúc sau liền thấy cửu ngũ thiên tôn cùng vô nhạc thiên tôn hầu như là đồng thời xé rách không gian đi tới, mà trên mặt của bọn họ còn khiếp sợ chưa tan hết. Cái này rất tự nhiên, ai mới vừa thấy được lục bộ thiên tôn, không tê cả ra đầu. Chu Hằng hiển nhiên không phải người thích nói phí lời, hắn thuật lại ý đồ đến, để cửu ngũ, phong tình cùng vô nhạc thiên tôn vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ là bọn họ nhớ nhung siêu thoát căn bản chỉ là hoa trong nước, có thể thực hiện, nhưng chẳng mấy chốc sẽ phá nát, lại có loại quái vật như cuồng loạn kia tồn tại. Thích là, một khi tiến vào siêu vị diện cao đẳng, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành nhị bộ, tam bộ thậm chí lục bộ, thất bộ thiên tôn. chương 2664, quyển trục vị diện. Có thể thành tựu thiên tôn, người nào không phải thiên phú chắc Việt, ai thua ai. Sau khi Chu Hằng nói xong, không chỉ cửu ngũ cùng thiên tôn lộ ra vẻ ý động, ngay cả đám người ngự ngư tiên vương cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng khát vọng tiến vào vị diện càng mạnh hơn, cái này đối với bọn hắn trưởng thành có giúp đỡ cực lớn. Chiêu cáo thiên hạ, rất nhanh, năm vị thiên tôn liền đạt thành nhận thức chung, chiêu cáo thiên hạ, chọn lựa ra người ưu tú nhất, cùng một chỗ đi tới siêu vị diện cao đẳng. Việc vật như vậy không cần mấy vị thiên tôn tự mình làm, tự nhiên có đồ tử đồ tôn làm giúp. Tin tức truyền ra, toàn bộ tiên vực chấn động, đương nhiên, năm thiên tôn không có tiết lộ tin tức của cuồng loạt, mà là trước tiên nói chiến tranh vị diện một chút, sau đó nói sẽ dẫn người đi vị diện cao đẳng, để mỗi người phát triển cực hạn. Vô số thiên kiêu xuất hiện, bước về điểm triệu tập do các tiên vương thiết lập thiên phú xuất chúng liền có thể mang tới đạo trường của tứ đại thiên tôn cuối cùng do chu hằng đến quyết định có muốn mang đi hay không bọn người lăng hàn kỷ vô danh thích thiện tử được chu hằng mời đi qua vị thiên tôn này cực kỳ coi trọng bọn họ có lời muốn nói tuy ở siêu vị diện cao đẳng cũng có thể bước vào tiên vương nhưng ta hy vọng các ngươi ở đây thành tựu tiên vương lại rời đi chu hằng nghiêm nghị nói thành tựu tiên vương mới có tư cách chạm tới bản chất của quy tắc đây là cơ sở để các ngươi lý giải lực lượng thiên địa. Sinh ra ở vị diện nào, liền dễ dàng nắm giữ quy tắc của vị diện đó. Đây là căn cơ của các ngươi." Chu Hằng dừng một chút nói, "Tiên Lộ ở chỗ các ngươi còn có 3 vạn năm nữa liền mở ra, ta liền cho các ngươi 4 vạn năm, đến thời điểm đó mặc kệ có thành tiên vương hay không, ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời đi." "Tạ ơn đại nhân." Đám người Lăng Hàn nói, một vị thiên tôn bình dị gần gũi như vậy, quá hiếm thấy. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lấy ra quyển trục không mở ra được kia nói. Đại nhân, thỉnh giáo ngài một chút, đây là vật gì? Ngõ lý chỉ nói trong này có lực lượng bản chất của nguyên thế giới, nhưng chưa nói rõ ràng đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì. Một màn quái lạ xuất hiện, quyển sách này vốn là làm sao cũng không mở ra, nhưng hiện tại giật động ra ánh sáng 18 màu, tự mình mở ra, hơn nữa còn tránh thoát tay của lăng hàn, bay tới trước mặt kỷ vô danh, hơi giật động, thật giống như muốn hắn đưa tay đi bắt. Chu Hằng nở nụ cười, đây là quyển trục vị diện, chỉ có người đặc biệt mới có thể mở ra, nếu như ai chiếm được, liền có thể lập tức thành tựu Thiên Tôn. Cái gì? Bọn người kỳ vô danh thay đổi sắc mặt, bọn họ ngay cả Tiên Vương cũng không thể bước vào, nhưng đột nhiên có cơ hội một bước lên trời, chỉ cần đạt được quyển sách này có thể trực tiếp trở thành Thiên Tôn. Bọn họ không tin, tại sao có thể có nhân vật nghịch thiên như vậy, hơn nữa, Thiên Tôn thiên địa bất dung, lẽ nào thiên địa còn muốn gây khó dễ với mình sao? Nhưng lang Hàn tin tưởng bởi vì trong quyển sách có căn bản của nguyên thế giới. Năng lượng hư tử, thiên địa vì tự vệ, mới sẽ thai ngén ra quyển trục vị diện. Chu Hằng cảm khái, có điều, lực lượng như vậy là thiên địa giao cho, có thể cho, cũng có thể thu hồi. Hơn nữa, một khi dùng quyển trục vị diện leo lên thiên tôn vị, vậy sau này thành tựu cũng sẽ vĩnh viễn dừng ở nhất bộ. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách dị vực cũng có, cái này là thiên địa tự vệ, để cao ra càng nhiều cao thủ mạnh hơn nhưng thiên địa lại không hy vọng cường giả như vậy mất khống chế, ngược lại quấy dày thiên địa cân bằng, bởi vậy lực lượng này là có thể thu về. Hơn nữa, một khi lấy quyển trục vị diện bước vào thiên tôn vị, vậy thành tựu cũng hạn định chết, chỉ có thể nhất bộ, không cách nào siêu thoát. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may là mình không phải người thiên địa vừa ý, bằng không hắn mạo muội mở quyển trục ra, một bước lên trời dĩ nhiên rất thoải mái, tuy nhiên chỉ có thể ở tiên vực xưng hùng, không cách nào chinh chiến nguyên thế giới. Có điều, Thiên địa lại coi trọng kỳ vô danh, mà không phải hắn. Trong lòng lăng hàn lại có chút khó chịu, thiên địa cho rằng kỳ vô danh càng có tư cách hơn hắn sao. Kỳ vô danh nhắm hai mắt lại, hai tay hơi run. Một bước lên trời A, à, hắn có thể không do dự sao. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn liền kiên định, hai mắt mở ra, một mảnh thanh minh. Hắn lắc đầu, từ chối yêu ái của thiên địa, chu hằng ra tay, chấn áp quyển trục vị diện, lấy thực lực của hắn ngay cả tiên vực vị diện cũng có thể đánh vỡ muốn chấn áp quyển trục vị diện này tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hắn tiện tay ném quyển trục cho Lăng Hàn, sau đó nhìn lại kỳ vô danh, tràn đầy vẻ thán thưởng. Quyết đoán như vậy cực kỳ hiếm thấy, phải biết đây chính là từ chối cơ hội một bước lên trời, trở thành thiên tôn, để Chu Hằng hết sức coi trọng. Đám đế tinh như thích thiện tử cũng cực kỳ ước ao, bọn họ dĩ nhiên có thể thành tiểu tiên vương tầng 9, nhưng thiên tôn quá khó vượt qua, trong lịch sử lẽ nào không có đế tinh sao, nhưng bước vào thiên tôn vị lại có mấy cái mười mấy kỷ nguyên cũng chỉ có duyên sinh thiên tôn mà thôi kỷ vô danh lại từ chối để bọn họ khâm phục lại cực kỳ đỏ mắt nếu như ông trời yêu ái bọn họ thì tốt bao nhiêu chu đại nhân còn muốn thỉnh giáo một chuyện lăng hàn lại nói hắn nói ra sự tình của duyên sinh thiên tôn xin hỏi đại nhân có biện pháp để duyên sinh thiên tôn phục sinh không đối phương là lục bộ thiên tôn thậm chí còn cường đại hơn tiên vực vị diệt nói không chắc có biện pháp lấy ra thần hồn của duyên sinh thiên tôn chuyển thế trùng tu chu hằng lắc đầu lấy thân hợp đạo đây là không thể đảo ngược đừng nói ta ngay cả sư tôn ta cũng không có cách nào nghe hắn nói như thế mọi người liền hiếu kỳ chu hằng đã là lục bộ thiên tôn mà nghe khẩu khí của hắn sư phụ của hắn hiển nhiên càng mạnh hơn lẽ nào là thất bộ thiên tôn chu đại nhân tôn sư có phải là thất bộ thiên tôn không phong hào là gì bọn người thích thiện tử già lan thành bảo bảo hiếu kỳ dồn dập hỏi ha ha gia sư đúng là thất bộ thiên tôn hắn họ Lâm, tên Lạc. Chu Hằng cười nói, cũng không có ẩn giấu. Lâm Lạc, thất bộ thiên tôn, liên quan tới cố sự của Lâm Lạc, có thể xem lại hoành tảo hoang vũ. chương 2665, về đan đạo thành. Thất bộ thiên tôn, Lâm Lạc, tất cả mọi người bay lên tâm kính ngưỡng, nhất bộ thiên tôn cũng đã mạnh đến nỗi có thể làm cho thiên địa đố kỵ, như vậy thất bộ thiên tôn lại sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào. Có điều, chỉ cần tiến vào siêu vị diện cao đẳng, bọn họ liền có thể nhìn thấy vị cường giả này. Ba vạn năm, bọn họ cần trong thời gian ngắn như vậy đạt đến thăng nguyên đại viên mãn đỉnh cao, đi tới tiên lộ, xúc tích tiên trùng, thành tựu tiên vương. Cái này rất khó khăn, bởi vì thăng nguyên cảnh mỗi đi về phía trước một bước cực kỳ chậm chạp, cần thời gian dài rằng dặc đến tích lũy, chỉ 3 vạn năm, dù tính cả thời gian chảy ra tốt cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như đi siêu vị diện cao đẳng bước vào tiên vương, không phải không được, chỉ là cái này ảnh hưởng tương lai tiền đồ của bọn họ, bởi vì bọn họ sinh ở đây, quy tắc bản nguyên nơi này là căn cơ của bọn họ. Tại sao Chu Hằng cho bọn hắn 4 vạn năm, không phải là để bọn họ ở sau khi thành tựu tiên vương, còn có thể đánh bóng căn cơ đến càng thêm vững chắc sao? Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nữ đều xác định nắm giữ tư cách đi tới siêu vị diện cao đẳng, nhưng Chu Hằng đã nói, hắn cho phép Lăng Hàn mang theo mấy người nhà, nhưng số lượng không thể nhiều, bởi vì coi như là lục bộ thiên tôn, vượt qua vị diện có thể mang người đi cũng sẽ không nhiều. Người muốn dẫn người nhà, ta muốn dẫn bằng hữu, không phải mang hơn một nửa người tiên vực tới sao. Vì lẽ đó, mỗi người có thể mang theo nhân số phải hạn chế nghiêm ngặt. Lăng Hàn nhẩm tính, tính cả tiêu chuẩn của hổ nữ, nữ hoàng cũng không đủ, phải, tính cả tiêu chuẩn của ngõ lý, hắn mới có thể mang theo hết thảy hồng nhan chi kỷ. Thời điểm vượt vị diện, không gian thần khí là không hữu dụng, áp lực vị diện khủng bố sẽ nghiền nát tất cả, không có lực lượng của tam bộ thiên tôn, ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng bị ép chết còn có con trai, huynh đệ, bằng hữu. Làm sao bây giờ, kỳ thực, còn có một loại biện pháp qua lại vị diện, kia chính là thông qua thông đạo hai giới, tuy tốn thời gian sẽ rất dài rất dài, nhưng vẫn có thể xem là một cách làm ổn định. Vậy thì cần có thực lực, vừa đột phá thiên tôn là không được, chỉ ít cũng phải đến nhị bộ thiên tôn, thực hiện siêu thoát, không cần phụ thuộc vào bổn vị diện. Hơn nữa, cái này tốn thời gian rất dài rất dài, không phải là lấy vạn, 100 triệu năm làm đơn vị, mà là lấy kỷ nguyên. Chu Hằng chính là Lục Bộ Thiên Tôn, cho dù ở siêu vị diện cao đẳng cũng có thể xếp vào cấp bậc hàng đầu, là sức chiến đấu không thể thiếu, sao có thể vắng mặt cả kỳ nguyên. Ở những ngày sau đó, Chu Hằng vui lòng chỉ giáo, truyền thụ đám người lang hàn đại đạo chân giải. Vị diện không giống, quy tắc không giống, Chu Hằng không thể dạy bọn hắn pháp của tiên vực, nhưng có thể ở tầng thứ cao hơn tiến tới chỉ điểm, Lục Bộ Thiên Tôn a, cường đại hơn so với đại bộ phận vị diện, cái này còn chưa đủ dạy người sao? Một bên lang hàn khổ tu nguyên lực một bên đặt bộ phận tinh lực ở trên đan đạo. Hắn cách thập luyện chỉ kém một bước, hiện tại có vài đan dược thập luyện, thậm chí ba viên đan dược cấp tiên vương cho hắn tham khảo, giúp đỡ cho hắn đương nhiên là to lớn. Lăng Hàn làm thời gian chảy cho mình, ba vạn năm thời gian hiện thực bị hắn phát huy cực hạn, ít nhất cũng là 30 triệu năm. 12 năm sau, Lăng Hàn vượt qua hơn một vạn năm, hắn ở trên luyện linh rốt cục thu được đột phá tính tiến triển, lần thứ nhất hoàn thành thập luyện. Soảng, trong thiên địa lập tức vang lên kinh lôi, mây đen cuồn cuộn, có đại kiếp hình thành, mà mục tiêu là đan dược trong tay Lang Hàn vừa luyện linh hoàn thành. Đan dược thập luyện ra lò, lại dẫn thiên kiếp, nhưng đan kiếp hiển nhiên không giống võ giả, cũng chỉ có một tia chấp hạ xuống, soảng, đan dược chịu đựng được thử thách, nhưng vẫn sụp đổ một góc, ít đi một phần tư. Đan dược thập luyện đưa tới thiên kiếp, như vậy đan dược cấp tiên vương thì sao? Lang Hàn tự nói, nếu hắn thành công hoàn thành thập luyện, ý nghĩa hắn có tư cách đi luyện chế đan dược cấp tiên vương, có điều tiên vương đại dược quá quý giá, coi như là hắn cũng chỉ nắm giữ vài cây mà thôi, căn bản không đủ dùng để thử nghiệm. Lăng Hàn không có vội vã đi luyện chế ngũ tinh đan dược, hắn vẫn không có bước vào tiên vương cảnh, ngũ tinh đan dược đối với hắn không có tác dụng gì. Hiện tại hắn chỉ cần luyện linh, triệt để ổn định thực lực thập luyện lại, như vậy trở thành ngũ tinh đan sư tự nhiên là nước chảy thành sông. Lăng Hàn quyết định theo kế hoạch ban đầu hành động, về đông tiên vực một chuyến. Cùng chúng nữ khởi hành lên đường, lúc này Lăng Hàn còn mang cha mẹ theo, để mẫu thân và cậu đoàn tụ. Bọn họ đi tới cạnh biển, chuẩn bị vượt qua vô tận hải vực. Cho dù Lăng Hàn đã đạt đến thăng nguyên cảnh, muốn vượt qua vô tận hải vực vẫn còn có chút nguy hiểm, bởi vì trong vùng biển này có cự thú cấp tiên vương, có chút thậm chí còn có thể tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Hiện tại Lăng Hàn đã không có hắc tháp, thiếu một công cụ hộ thân to lớn nhất, bởi vậy, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng còn tốt, nếu trở về tiên vực, trước hắn hối đoái thiên địa nguyên cương cũng có thể phát huy tác dụng đây chính là có thể bùng nổ ra lực phá hoại cấp tiên vương lực uy hiếp tự nhiên cực kỳ lớn lại nói thăng nguyên cảnh xác thực đã có điều kiện qua biển chỉ cần quen thuộc đường biển tách ra lãnh địa của đại thú cấp tiên vương hơn nữa không có gặp phải sóng lớn siêu cấp vậy qua biển sẽ không có nguy hiểm quá to lớn đám người lăng hàn tìm một đội tàu tuy cường giả thăng nguyên cảnh trong bọn họ đã không ít nhưng người nào cũng không quen thuộc đường biển vì lẽ đó vẫn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp a Bọn họ mua vé tàu, sau đó lên thuyền, xuất phát về phía Đông Tiên vực. Mọi người ở đầu thuyền nghe gió biển thổi, thưởng thức cảnh biển một hồi, hưởng thụ thanh nhàn hiếm thấy. Trên thuyền đương nhiên là có người mắt không mở, thấy nhóm người lăng hàn mỹ nữ vô số muốn tập hợp đến gần, tự nhiên gặp phải chúng nữ không nhìn, có mấy người thức thời rời đi, nhưng cũng có chút người tự cho là thực lực mạnh mẽ, muốn đánh nhau, vậy liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp bay ra khỏi thuyền. Bọn họ quá mạnh mẽ Thủy thủy đoàn căn bản không dám làm gì bọn họ, lại nói, bọn họ cũng không có làm tròn trách nhiệm, nếu bọn họ có thể bảo đảm trên thuyền tuyệt đối trật tự, tự nhiên sẽ không có người đi quấy rối các nữ. Chương 2666, người có thể bát luyện. Lần này bọn họ khá là may mắn, không có gặp phải sóng to gió lớn gì, mà lão thuyền trưởng dẫn đường, một đường cũng tách ra hết thảy nơi nguy hiểm, thuyền lớn đi mấy chục năm rốt cuộc tới Đông Tiên vực. Đám người lăng hàn lên bờ, trước tiên đi Đan Đạo Thành. Lên bờ tốc độ của bọn họ liền ra tốc, hơn nữa đông tiên vực nhỏ hơn tây tiên vực rất nhiều, nhưng không có truyền tống trận vượt quá cương vực, bọn họ vẫn là bỏ ra hơn nửa năm mới đến địa phương. Cái này là bởi vì Lăng Hàn Am hiểu quy tắc không gian, bằng không cần thời gian khẳng định là lấy mấy chục hơn trăm năm đo lường. Rốt cục lại trở về, ở ngoài đan đạo thành, Lăng Hàn cực kỳ cảm khái nói. Đi thôi, hổ nữ kéo Lăng Hàn, đi về phía cửa lớn, trưởng tòa, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, vệ binh nơi cửa thành đầu tiên là sướng sờ, sau đó hưng phấn kêu lên. Lăng Hàn gật đầu, lúc trước hắn ly khai cũng đã tiếp nhận vị trí trưởng tỏa của đan đạo thành, nhưng công việc hàng ngày vẫn giao cho tử thành đại sư xử lý thay. Hắn tiến vào thành thị, rất nhanh, tin tức truyền ra, trưởng tỏa đại nhân trở về, nhất thời vô số người đến đây nghinh tiếp. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới những người thấy sang bắt quàng làm họ này, mà trực tiếp đi tới tầng thứ 5, bái kiến tử thành đại sư. Đồ nhi, người đã về rồi, kiếm lời bao nhiêu tiền, tử thành đại sư vừa thấy lăng hàn mở miệng câu nói đầu tiên liền hiển lộ hết bản sắc của nô lệ tiền tài cái này rất có tác phong của tử thành đại sư trong mắt tựa hồ chỉ có hai chữ kiếm tiền cái gì vinh dự đan đạo ở trong mắt hắn nào có trọng yếu bằng kiếm lời thêm hai khối tinh thạch lăng hàn cười gật đầu kiếm lời rất nhiều tuy hắn không có thời gian luyện đan kiếm tiền gì nhưng có một gian cửa hàng đan dược còn có lưu tuấn giúp đỡ hắn làm công kỳ thực kiếm được cũng không ít đương nhiên so với thành tích hắn cướp sạch hơn trăm tổ vương lại kém hơn quá nhiều quá nhiều tử thành đại sư cười to sau đó mới quan tâm tới thực lực đan đạo của lăng hàn tiểu tử lục luyện chưa lăng hàn gật đầu đã sớm lục luyện vậy lúc nào thì có thể thất luyện tử thành đại sư lại hỏi bộ dáng trên mặt lẽ ra nên như vậy bởi vì thiên phú đan đạo của lăng hàn quá cao mấy vạn năm đi qua khẳng định đã bước vào lục luyện nhưng thất luyện liền không nhất định lăng hàn nhoẻn miệng cười đã thất luyện rồi lúc này tử thành đại sư mới lấy làm kinh hãi tiểu tử người không tệ lắm thất luyện liền ngang hàng hắn tiểu đồ đệ này quả nhiên bất phàm trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đuổi kịp mình vượt qua cũng ngay trong tầm tay hắn không hề có ý đố kỵ đồ đệ càng mạnh tiến cảnh càng nhanh hắn làm sư phụ đương nhiên càng thỏa mãn vậy dự tính lúc nào có thể bắt luyện tử thành đại sư tràn ngập kỳ vọng lang hàn có chút ngượng ngùng vị sư phụ này kỳ vọng với hắn tựa hồ có chút thấp a à, nếu như hắn nói mình đã thập luyện có thể hù chết lão gia tử hay không. Nhưng hắn không thể lừa dối sư phụ A, để hắn có chút do dự. Tiểu tử, không cần ý tứ không tốt, bước đi bát luyện này xác thực khó có thể vượt qua, người nhìn sư phụ, đã bị nhốt ở trên cửa ải này mấy trăm triệu năm. Tử thành đại sư còn tưởng rằng Lăng Hàn đột phá bát luyện xa xa khó vời, tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn an ủi Lăng Hàn. Lão gia hỏa, Lăng Hàn của nữ đã sớm bắt luyện. Hổ nữ không nhịn được nói, lão già thối tha này lại dám xem thường lăng hàn của nàng khạc tử thành đại sư sợ hết hồn vội vàng nhìn lăng hàn xác nhận thật sự lúc này lăng hàn mới nở nụ cười nói xác thực đã bắt luyện đệt tử thành đại sư cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt ở trước khi lăng hàn vẫn không có đột phá bắt luyện hắn vạn phần hy vọng đồ đệ có thể nhảy qua nhưng lăng hàn thật đến bắt luyện hắn lại có chút mất mát không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đồ đệ vượt qua đến cho lão phu nhìn hắn nói Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực thiên phú đan đạo của tử thành đại sư cũng rất mạnh mẽ, không có bước vào bát luyện một là bát luyện xác thực khó khăn, hai là lão gia tử không có ai ở mặt trước dẫn đường. Nếu như tử thành đại sư có thể nhìn quá trình bát luyện mấy lần, hắn nhất định có thể bước ra bước đi này. Lăng Hàn lấy ra một viên đan dược tứ tinh, bắt đầu luyện linh. Hiện tại ở trước thập luyện, hắn hầu như có thể bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ luyện linh thành công, bởi vậy đồng dạng là bắt luyện, cửu luyện, hắn tự nhiên không muốn lãng phí ở trên đan dược cấp thấp. Nhất luyện, nhị luyện, thất luyện, đến thất luyện, Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, sau đó mới bắt đầu bắt luyện. Vẻ mặt của tử thành đại sư không khỏi trở nên nghiêm túc, bát luyện là bậc cửa hắn vẫn không thể vượt qua, để người đứng xem như hắn căng thẳng hơn cả Lăng Hàn, song quyền không tự chủ được siết chặt. Nhưng động tác của Lăng Hàn như nước chảy mây trôi, không có chút chỉ độn nào, thật giống như ở dưới tay hắn, luyện linh chỉ là một bước đi ngang qua, dễ dàng rất nhanh, hắn liền thu công, mà trên đan dược thì lại có thêm đạo kim văn thứ 8. Bát luyện, tử thành đại sư chỉ cảm thấy trái tim thịt thịt nhảy đến lợi hại, nhưng một lúc sau, hắn liền lộ ra nụ cười, sau đó cười ha ha, tựa như có thể chấn động bầu trời. Đồ đệ tốt, đồ đệ tốt, đồ đệ tốt, hắn liên tục nói, lão lệ tung hoành, đồ đệ thành công vượt qua sư phụ, để hắn kích động lại hưng phấn, đương nhiên cũng có chút cảm khái. Chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười, nữ hoàng mở miệng. Lão giả, trình độ của phu quân cũng không chỉ bắt luyện lời kia vừa thốt ra tử thành đại sư không khỏi run lập cập cái cái gì bắt luyện còn không phải phần cuối tiểu tử ngươi sẽ không cử luyện chứ tử thành đại sư thực sự là sợ hết hồn bắt luyện hắn còn có thể tưởng tượng bởi vì hắn cách bước đi này kỳ thực cũng không xa nhưng cử luyện vậy thì thật là lĩnh vực hắn xưa nay chưa có tiếp xúc tới tràn ngập thần bí tiểu tử ngươi sẽ không nói cho lão phu ngươi còn có thể cử luyện chứ hắn hỏi Lăng Hàn nguyên bản không dự định nhanh như vậy nói cho lão gia tử chân tướng, chỉ lo lão gia tử không tiếp thu nổi, cái này có chút quá kích thích. Nhưng nếu lão gia tử hỏi, hắn không thể làm gì khác hơn là gật gù. Có thể, tử thành đại sư nhất thời ngoác mồm lè lưỡi, ngây người như phỗng chương 2667, bức vua thoái vị thượng. Cửu luyện, quá mộng ảo, luyện cho lão phu nhìn, lão gia tử run giọng nói. Lăng Hàn mở luyện, cửu luyện với hắn mà nói chỉ là có chút độ khó rất nhanh liền thu công chín đạo kim văn cửu luyện tử thành đại sư hầu như đoạt lấy viên đan dược kia nắm trong tay hai mắt nhắm lại lộ ra vẻ hưởng thụ bắt đầu từ hôm nay viên đan dược này chính là chấn thành chi bảo của đan đạo thành lão gia tử nói như vậy lăng hàn không khỏi cười sư phụ ngài không thể tham đến trên đầu của đồ đệ a à. tử thành đại sư tự nhiên biết lăng hàn là đang nói đùa nhưng hắn nắm hai tay quá chặt chẽ chỉ lo lăng hàn sẽ cướp lại, tràn đầy cảnh giác. Chúng nữ bĩu môi, cửu luyện liền chấn thành chi bảo. Nam nhân của các nàng là có thể thập luyện A, à, nhu yêu nữ mở miệng, lăng hàn, A, à, nàng mới há mồm, đã bị lăng hàn che miệng, lão gia tử đã bị kích thích rất lớn, lại cho hắn biết mình có thể thập luyện nói không chắc sẽ điên cuồng. Tử thành đại sư không qua để ý, hắn muốn cất giấu cửu luyện thần đan này, sau này chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể quan sát, tăng tiến lý giải đan đạo. Đi thôi, Đi thôi, hắn phất tay, một bên giấu đan dược đi. Đám người lăng hàn bật cười, lão gia tử thật là có chút tính trẻ con chưa hết. Bọn họ trước tiên giàn xếp lại, hiếm thấy trở về một lần, bọn họ tự nhiên không thể ngay lập tức rời đi. Trường tọa trở về, đan đạo thành tự nhiên trên dưới hân hoan, tử thành đại sư thu xếp đại yến, mời thế lực lớn nhỏ trong thành tới. Tử thành đại sư cũng không có nói cụ thể trình độ ở trên đan đạo của Lăng Hàn, chỉ toát ra ý tứ, đồ đệ của hắn đã không kém hắn dù như vậy đan đạo thành vẫn náo động ý này là bọn họ lại nhiều một vị tứ tinh đại sư sao đại yến cử hành những thánh tử thánh nữ trước kia cũng hoàn toàn chịu phục căn bản không dám có thêm một chút xíu dị tâm lang hàn đã thành tứ tinh đại sư nói không chắc luyện linh cũng đạt đến 7 lần bằng không tử thành đại sư sẽ không nói không kém gì hắn quá kinh người vừa mới qua mấy vạn năm cũng đã có thêm một vị đan đạo vương giả như vậy ha 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 ngay ở khánh yến tiến hành chỉ nghe một tiếng cười to vang lên một thanh niên thuận theo xuất hiện, hai tay của hắn đặt ở sau lưng, nhanh chân đi tới, không coi ai ra gì. Người nào, lập tức có người đứng lên quát hỏi, tạ dương băng, người trẻ tuổi kia ngạo nhiên nói, sau đó hơi dừng lại một chút. Tây tiên vực, cổ đan tháp, toàn trường nhất thời ồ lên, người trẻ tuổi này lại là truyền nhân của cổ đan tháp. Phải biết, Tây tiên vực bất kể là thực lực võ đạo hay đan đạo đều muốn vượt qua đông tiên vực, thậm chí là nghiền ép. Cổ đan tháp chẳng những có rất nhiều tứ tinh đại sư, thậm chí còn có đan đạo bá chủ chân chính. Ngũ tinh đan sư, lần này tạ dương băng lại đây là có ý gì? Tử thành đại sư khẽ nhíu mày, lúc trước thì có người của cổ đan tháp lại đây, bảo là muốn tăng lên thực lực đan đạo của đông tiên vực, trên thực tế là muốn đoạt quyền, biến đan đạo thành thành tài sản riêng. Hiện tại lại tới một cái, nhưng hắn lập tức lộ ra nụ cười, người khác không biết, hắn nhưng rõ ràng đồ đệ của mình đã là siêu cấp đại sư cửu luyện, ngoại trừ ngũ tinh đại sư, còn có ai có thể áp đảo Lăng Hàn. Phó đạo đoạt quyền, là xem sức chiến đấu, mà đan đạo đoạt quyền, vậy liền xem trình độ đan đạo. Lăng Hàn đã đứng ở thế bất bại, sợ ai tới chứ. Nghĩ tới đây, hắn không có phát tác, trái lại lộ ra nụ cười, có vẻ thong dong chấn định. Tuy tử thành đại sư không có đứng ra, nhưng tự nhiên có người nịnh hót nói. Tạ đan hiếu, trường tỏa của bản thành vừa trở về, càng thành tục tứ tinh đại sư, không ngại uống rượu mừng chứ nhưng tạ dương băng lộ ra vẻ khinh thường ta chính là nghe nói đường đường đan đạo thành lại rơi vào trong tay một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho nên mới tới xem một chút người này có đức hay vô đức lời này vừa ra nhất thời để không ít người đứng lên trợn mắt nhìn chằm chằm lúc này không biểu lộ trung tâm còn chờ khi nào tạ dương băng căn bản khinh thường nhìn mà lấy ra huy chương của mình nhất thời toàn trường vang lên tiếng kinh hô tứ tinh đại sư thật không nghĩ tới một người trẻ tuổi như thế, lại sẽ là tứ tinh đại sư. Nhìn lại Lăng Hàn một chút, cũng trẻ tuổi đến kỳ cục, ngọn lửa sinh mệnh mới thiêu đốt mấy triệu năm, ở dưới thời gian chảy ra tốc, ngọn lửa sinh mệnh cũng ra tốc. Mọi người không khỏi cảm khái, hiện tại thế giới này thực sự là thuộc về người trẻ tuổi. Chỉ nháy mắt, người vừa sung phong nhận việc đứng lên, chỉ ít lặng yên ngồi xuống một nửa, còn lại một nửa không phải là không muốn ngồi xuống, mà là bị người nhìn chằm chằm, mặt mũi không gánh được, thế nào cũng phải tìm cái cơ hội thích hợp chứ. Lăng trưởng tòa, tạ dương băng thu trò hề của mọi người ở trong mắt, chỉ là khóe miệng câu lên, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn nhìn về phía lăng hàn, nghe nói người quanh năm không ở đan đạo thành, có tài cán gì lãnh đạo thánh địa đan đạo này của đông tiên vực. Tất cả mọi người kinh ngạc, tạ dương băng đây là muốn ở trước mặt mọi người bức vô thoái vị, dụng ý đương nhiên là rất rõ ràng, đuổi lăng hàn xuống đài, tự mình thượng vị. Thật tàn nhẫn, một người mà thôi, liền muốn hạ thánh địa đan đạo của đông tiên vực có điều tứ tinh đại sư lại thêm bối cảnh của cổ đan tháp quả thật có tư cách như thế lang hàn cười nhạt nghe nói cha ngươi quanh năm không ở nhà mẹ ngươi có cô quạnh hay không tạ dương băng nhất thời tức giận đến mũi sai lệch cha ta có ở nhà hay không quản ngươi cái cọng lông ngươi lại dám ám chỉ mẹ ta hồng hạnh suốt tường ngoại tình đáng ghét đáng ghét a à. mọi người cười vang rất đơn giản nếu tạ dương băng không quản được chuyện nhà của hắn lại có tư cách gì đi quản chuyện của người ta. Đan đạo thành làm sao làm sao, cần một người ngoài đến vung tay múa chân sao. Lại nói, tuy Lăng Hàn không ở, nhưng có tử thành đại sư thay trưởng quản sự vụ, hết thảy cũng ngay ngắn rõ ràng. Tạ Dương Băng người nói, là quản việc không đâu, Lăng Hàn, người quá mức, Tạ Dương Băng chấn định lại, hắn không thể theo tiết tấu của Lăng Hàn, rối loạn trận cước. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nể tình ngươi người tới là khách, cho nên mới không có đuổi ngươi ra ngoài, có điều, ngươi nhất định phải miệng tiện, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn dừng một chút nói, chương 2668, bước vô thoái vị hạ. Người đâu, mời vị tạ miệng tiện này ra ngoài. Phốc, nghe được lăng hàn cho đối phương biệt hiệu, không ít người cười phun ra ngoài. Hai tên hộ vệ đi đến trước tạ dương băng, lúc đi tới gần, bọn họ dồn dập nói. Tạ thiếu, xin mời, ai dám, một âm thanh âm trầm vang lên, phía sau tạ dương băng đã có thêm một lão giả, hạc phát đồng nhan, gương mặt đỏ ngầu, da rẻ bóng loáng đến kinh người. Hắn hơi phất tay, oanh, oanh, hai tên thủ về kia nhất thời bị hắn đánh bay ra ngoài, cũng may hắn ra tay có chừng mực, chỉ đẩy lui, không có đả thương hai người này. Hắn hung hãn ra tay, nhất thời để mọi người lần thứ hai đứng lên, trợn mắt nhìn. Kha kha, lão giả cười gần, oanh, khí thức của hắn cuồng quyển, cực kỳ đáng sợ. Thăng nguyên cảnh, đại viên mãn, cảm ứng được cổ khí thức này, tất cả mọi người biến sắc. Thật đáng sợ, thăng nguyên cảnh đại viên mãn A, dưới tiên vương vô địch rồi. Tuy Đan đạo thành Hòa hổ tàng long, nhưng tuyệt đối không có tồn tại cấp tiên vương, mà số lượng thăng nguyên cảnh xác thực không ít, nhưng đạt tới đến đại viên mãn là một tay có thể đếm được. Các hạ xương hô như thế nào? Một lão giả đứng lên, hắn là hào môn võ đạo của Đan đạo thành. Lưu gia gia chủ, tu vi thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Tiền vô ý, lão giả lúc trước ngạo nhiên nói, làm sao, người muốn xuất đầu sao? Gia chủ lưu gia cười gần, đan đạo thành đan, võ hai mạch là vinh nhục cùng hưởng, vì lẽ đó, hắn lập tức liền đứng dậy. Hắn lắc đầu một cái, lưu mỗ chỉ là vì bảo vệ trật tự của bản thành mà thôi, cấm chỉ bất luận người nào làm càn ở đây. Nói đến hai chữ làm càn, hắn đã giết ra, đánh tới tiền vô ý. Cạn bã của đông tiên vực, tiền vô ý cười gần, thân hình đột tiến, một trường vỗ ra, oanh, khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Hai đại cường giả lập tức đánh lên bầu trời, rầm rầm rầm, quang diễm nổ tung, dọi sáng một mảnh bầu trời tất cả mọi người thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vô tận lấp lóe trong tai truyền đến tiếng nổ vang rền nhưng căn bản không biết chiến đấu tiến hành làm sao ai chiếm thượng phong bọn họ khoảng cách tầng thứ này thực quá xa nữ hoàng chỉ nhìn qua liền nói sẽ bại lăng hàn gật đầu hắn biết nữ hoàng nói là gia chủ lưu gia tuy người kia cũng là thăng nguyên cảnh đại viên mãn nhưng mà tư chất phổ thông còn tiền vô ý là vương giả vương giả có thể cung cấp vô địch Tuy ở thang nguyên cảnh không có châu bò như thế, nhưng dưới cảnh giới tương đồng, vương giả khẳng định có ưu thế cực lớn. Quả nhiên, chỉ chừng trăm chiêu, liền thấy một bóng người từ giữa bầu trời rơi xuống, oanh. Rơi xuống đất, đập ra một cái lỗ thủng lớn. Là ai, không cần đến xem, bởi vì tiền vô ý đã từ giữa bầu trời bắn xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, như vậy người bị đánh rơi xuống đến này liền khẳng định là gia chủ lưu gia. Không đỡ nổi một đòn, tiền vô ý diễu cợt nói, cản chừng trăm chiêu, tự nhiên không phải không đỡ nổi một đòn, nhưng tiền vô ý chính là người thắng, phản bác điểm này có ý nghĩa sao? Toàn trường yên lặng như tờ, tuy đây là đan đạo thành, nhưng tương tự thờ phụng cường giả vi tôn. Tiền vô ý tự nhiên chính là cường giả như vậy, rất bá đạo, một cái lấy võ lực chấn áp, một cái khác triển lộ ra trình độ đan đạo vô địch, lại thêm tên gọi cổ đan tháp, quả thật có khả năng để đan đạo thành trong một ngày đổi chủ nhân. Tử thành đại sư không khỏi biến sắc, hắn xác thực có lòng tin với thực lực đan đạo của Lăng Hàn, nhưng bị người đánh tới trên cửa, hắn tự nhiên cũng ngồi không yên. Sư phụ, lang hàn trần an hắn, để cho ta tới, loại chuyện nhỏ này làm sao cần sư phụ hắn di giá. Lang hàn lạnh nhạt nói, tạ dương băng, người muốn thế nào, so đan thuật với ta, không sánh bằng, cút đi. Tạ dương băng cực kỳ phách lối nói, tiền vô ý chính là vương giả thang nguyên đại viên mãn, một người liền có thể trấn áp hết thải cường giả nơi này, lại thêm thực lực đan đạo của hắn hai người liền có thể dễ dàng chiếm thánh địa đan đạo của đông tiên vực. Lăng Hàn cười ha ha, nếu ngươi muốn tự dước lấy nhục, vậy sẽ tác thành ngươi. Hắn cũng có ý lập uy, mới quyết định so đan thuật với tạ dương băng, bằng không nếu như hắn ra tay, một trăm tiền vô ý cũng không đủ hắn đánh. Tiền vô ý hiển nhiên không có tự mình biết mình như vậy, ở trong mắt hắn, Lăng Hàn chỉ là thăng nguyên tiểu thành, hắn duỗi tay liền có thể đánh ngã. Trước tiên so tinh cấp luyện đan, tạ dương băng nói, được lăng hàn tùy ý bọn họ cũng không có tiến vào phòng đan bởi vì tiền vô ý không hiểu đan đạo tạ dương băng tự nhiên không yên lòng chỉ lo không ai nhìn lăng hàn ở bên trong sẽ động tay chân gì hai lò luyện đan liền gác ở trên đất trống cách xa nhau chỉ ba trượng hai người đồng thời đi tới từng người lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế đều chỉ có một cơ hội bạo lô coi như thất bại không có cơ hội làm lại tạ dương băng cực kỳ tự tin hắn là thiên tài đan đạo từ 30 triệu năm trước liền trở thành tứ tinh đại sư, tỷ lệ thành công luyện chế đan dược tứ tinh cao tới hơn 9 phần 10. Bởi vậy, hắn còn cố ý chọn một loại đan dược độ khó cực cao đến luyện. Cổ tinh đan, đây là đan dược gần như thất truyền, ở trong đan dược tứ tinh, độ khó luyện chế cao ở vị trí thứ 17. Hắn không có nhìn Lăng Hàn, chỉ cần đối phương đứng ở đây luyện đan, không có làm càn là được. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng không sợ Lăng Hàn cầm đan dược sẵn có ra bởi vì muốn ở trên độ khó luyện chế vượt qua cổ tinh đan hầu như là chuyện không thể nào hai người cũng bắt đầu luyện đan lăng hàn lặng yên phát động thời gian thể gia tốc thời gian chảy ở trong khu vực nhỏ của mình cùng tạ dương băng bởi vì muốn ảnh hưởng một khu vực lăng hàn chỉ gia tốc thời gian chảy đạt đến gấp trăm lần bằng không hắn sẽ gánh nặng to lớn ngoại giới chỉ qua hơn một ngày lăng hàn cùng tạ dương băng liền dồn dập thu công thành đan thời gian chảy gia tốc lặng yên triệt hồi bởi vì tạ dương băng chăm chú luyện đan căn bản không có chú ý tới điểm này, hắn ngạo nhiên nâng đan dược vừa luyện ra nói. Ta luyện chính là đan dược tứ tinh cổ tinh đan, ở trong đan dược tứ tinh, độ khó luyện chế có thể xếp hạng thứ 17. Tử thành đại sư, thiên tâm đại sư, sơ diệp đại sư dồn dập gật đầu, chứng minh tạ dương băng nói không sai, dính đến đan đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không bất công, sai lầm công chính. Trường 2669, xếp hạng vị trí 17. Đạt được ba tên đại sư đồng ý, tạ dương băng càng thêm ngạo nhiên, cho là mình thắng định. Hắn lại nhìn về phía tiền vô ý, chỉ thấy tiền vô ý lộ ra vẻ mặt quái lạ. Hắn không biết, nhưng tiền vô ý rõ ràng lăng hàn triển khai thời gian chảy ra tốc. Một người tinh thông quy tắc thời gian, cái này ở trước tiên vương hầu như là vô địch rồi, cùng cảnh giới chiến một trận bằng đứng ở thế bất bại. Mình có thể trấn áp lăng hàn sao? Tiền vô ý thầm nói, hắn dẫn trước hai cảnh giới nhỏ, lại là vương giả, quy tắc thời gian lại nghịch thiên cũng không thể để lăng hàn vượt qua hai cảnh giới nhỏ của thăng nguyên cảnh A. Nghĩ như thế, niềm tin của hắn lại tới nữa. Lăng Hàn cũng nâng đan dược trong tay nói. Lục Dương Thanh Linh Đan, đan dược tứ tinh. Hắn không có tiếp tục giới thiệu, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết đan dược này độ khó luyện chế làm sao, là hắn nghiên cứu trong bảo khố đạt được, theo hắn suy tính. Độ khó luyện chế cực kỳ cao. Lục Dương Thanh Linh Đan, ba người tử thành đại sư cũng lộ ra vẻ mờ mịt, bọn họ thật giống như đều chưa từng nghe nói có đan dược tứ tinh như vậy. Tạ Dương Băng cũng diếu cợt, tiểu tử này luyện ra một viên đan dược người khác không biết, cũng muốn lừa dối qua ải sao. Cát, nói không chắc còn không phải cấp bậc tứ tinh. Chờ đã, thiên tâm đại sư đột nhiên đứng lên, ta thật giống như ở trên một quyển cổ tạ từng thấy, các ngươi chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Xeo, hắn liền chạy, cũng còn tốt, tốc độ của thang nguyên cảnh quá nhanh, chỉ một hồi liền thấy hắn chạy trở về, trong tay quả nhiên có thêm một quyển cổ tạ. Tử thành đại sư cùng sơ diệp đại sư tập hợp qua, nhìn một hồi, sau đó không ai không lộ ra kinh sợ. Lục Dương Thanh Linh Đan, ở trong cổ đan phương, độ khó luyện chế xếp hạng thứ 19. Thiên tâm đại sư đọc ra, ô, lại tới 19. Trong lòng tạ Dương băng hơi kinh ngạc, nhưng 19 thì đã làm sao, cổ tinh đan của hắn xếp hạng thứ 17. Chờ chút, xếp hạng vị trí thứ 19 không phải là cửu đỉnh Phượng Hoàn Đan sao? Quên đi, mặc kệ, thắng là tốt rồi. Hắn ngạo nhiên, ánh mắt đảo qua ba người tử thành đại sư, mang theo ý nghĩ thúc giục, các ngươi còn không tuyên bố thắng bại sao? Tử thành đại sư mở miệng nói, mọi người đều phải biết, kỳ thực đan phương ở trong quá trình truyền thừa, có thật nhiều đã thất truyền. Tất cả mọi người gật đầu, không chỉ đan đạo, võ đạo cũng như thế. Thế nhưng, người nói lời này có ý nghĩa gì? Tử thành đại sư tiếp tục nói, cổ tinh đan xếp hạng thứ 17, đây là xếp hạng trong đan phương hiện tại, nhưng phóng tới cổ đan phương hoàn chỉnh. Hắn dừng một chút, tất cả mọi người bừng tỉnh, hiện tại có quá nhiều đan phương thất truyền, tự nhiên cũng bị loại bỏ mất, làm cho trình độ khó nguyên bản ở 30 biến thành 25, thậm chí 20. Thân thể của tạ dương băng cũng run lên, hắn chỉ nắm ưu thế hai thứ tự, chỉ cần số lượng đan phương thất truyền xếp hạng ở trước mặt vượt qua hai cái, vậy hắn liền bị lang hàn vượt qua. Tử thành đại sư nở nụ cười, tiếp tục nói, ở trong xếp hạng của cổ đan phương này, lục dương thanh linh đan xếp thứ 19, mà cổ tinh đan là 32, kháo, tranh lệch nhiều như vậy, tất cả mọi người ồ lên, đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn vẫn là trường tỏa của bọn họ lợi hại châu bò sắc mặt của tạ dương băng tái nhợt nhưng lập tức lại quát các ngươi nhất định là đang thông đồng gạt ta tử thành đại sư cười nhạt ném cổ tạ về phía tạ dương băng không nên vọng tưởng phá hủy cổ tạ ba người chúng ta đã nhìn qua tự nhiên có định luận tạ dương băng vội vàng mở ra hơi đảo qua một chút sắc mặt liền như cho nguội quả nhiên tử thành đại sư không hề nói dối hắn phản ứng đầu tiên chính là phá hủy cổ tịch, sau đó lặng thinh không thừa nhận. Nhưng trước đó tử thành đại sư đã nói rõ, hắn không thừa nhận thì đã làm sao, người ta chính là trọng tài. Tạ dương băng hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình tĩnh lại. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thua, hắn không tin ở trên luyện linh mình cũng thua lăng hàn. Được, lại so luyện linh, tạ dương băng lớn tiếng nói, đi, lăng hàn làm một tư thế mời khách, hai người tiếp tục mở lô luyện đan, vẫn là viên đan dược ban đầu kia. Nhất luyện, nhị luyện, tam luyện, có thể trở thành tứ tinh đại sư, vậy tối thiểu có thể ngũ luyện, đây là không có bất ngờ. Bởi vậy, trước ngũ luyện, Tạ Dương Băng căn bản không có nhìn lăng Hàn một chút, cho đến khi ngũ luyện, hắn mới dùng ánh mắt liếc nhìn lăng Hàn. Lục luyện, thất luyện, tất cả mọi người không khỏi sốt sáng lên, thất luyện đại sư a, đã đạt đến cấp bậc của tử thành đại sư. Nhưng mà, hai người đều không có dừng lại, bắt đầu bắt luyện. Lúc này, ngay cả Tạ Dương Băng cũng lộ ra vẻ sốt sáng hắn xác thực có thể bắt luyện nhưng không thể bảo đảm mỗi lần đều thành công thậm chí tỷ lệ thất bại còn tương đối cao hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa tốc độ luyện linh nhanh lắm sau một ngày bọn họ liền dồn dập ngừng lại tạ dương băng lộ ra nét mừng hắn thành công nhưng mà ánh mắt quét về phía lăng hàn sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi lăng hàn cũng hoàn thành bắt luyện tạ dương băng biết thực lực của mình vẻn vẹn chỉ là bắt luyện nếu như lại đi cửu luyện Vậy khẳng định chỉ có một đường thất bại, đan dược bể mất. Nếu như song phương ở trên luyện linh thành tích giống nhau, như vậy Lăng Hàn dựa vào độ khó luyện đan tự nhiên liền có thể áp chế hắn. Trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, là trình độ luyện linh của hắn vượt qua Lăng Hàn. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh hãi đến biến sắc, bởi vì Lăng Hàn không có dừng lại, mà đang tiếp tục luyện linh. Cửu Luyện, Tạ Dương Băng không thể tin được, Lăng Hàn lại còn có thể cửu luyện. Không không không, hắn nhất định không thể thành công. Tạ Dương Băng thầm nói cậy mạnh cửu luyện, hắn chỉ có thể bạo đan, như vậy mình liền thắng định. Ha ha, không sai, không sai, hắn thu tay lại ở một bên nhìn, lăng hàn bắt đầu cửu luyện, dưới thời gian chảy ra gia tốc, một ngày trong nháy mắt liền qua, hắn thu công mà lên, cũng không tiếp tục đi thập luyện, ngược lại đã thắng, hơn nữa cũng đã để người của đan đạo thành thấy vô địch chịu uy của hắn. Trường tòa uy vũ, trường tòa khí phách, trường tòa vô địch, chương 2670, toàn thắng. Tất cả mọi người hoan hô, Lăng Hàn đây là ưu thế nghiền ép tuyệt đối a. Hơn nữa, cử luyện là khái niệm gì, lại tiến lên một bước, Lăng Hàn liền có thể trở thành ngũ tinh đại sư. Quá kinh người, Tạ Dương băng hồn bay phách lạc, hắn lại thua Lăng Hàn, người so với hắn còn muốn trẻ tuổi hơn. Tiền vô ý lộ ra sát khí, thực lực đan đạo mạnh hơn thì đã làm sao? Cái này dù sao cũng là thế giới của võ giả, chỉ cần hắn giết chết Lăng Hàn, như vậy Tạ Dương băng vẫn có thể thượng vị. Hắn vừa định động thủ, đã thấy lăng hàn nhìn sang hắn không nên muốn chết lăng hàn từ tốn nói trong con người nhảy qua một đạo sát khí tiền vô ý cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cái nhìn này đạo sát khí kia thực là đáng sợ để hắn phảng phất như đối mặt một vị tiên vương vô địch nhưng hắn lập tức tiếp sức cho mình chỉ là một thăng nguyên tiểu thành nho nhỏ làm sao là đối thủ của hắn coi như đối phương nắm giữ quy tắc thời gian thì đã làm sao tranh lệch hai cảnh giới nhỏ có thể ảnh hưởng đến mình sao ngược lại chỉ cần hắn lấy lực lượng quy tắc tràn ngập toàn bộ khu vực, liền có thể để Lăng Hàn không cách nào thuyên chuyển đến quy tắc thời gian, vậy coi như quy tắc thời gian trí cao thì đã làm sao. Hắn càng ngày càng bạo, tay phải hóa thành chảo, lực lượng quy tắc đang ngưng tụ, cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình đại chiêu, muốn một lần giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười gần, hắn tự nhiên có thể phát hiện mở ám của tiền vô ý. Con chó già này thực sự là tự mình muốn chết, người trẻ tuổi, người quá kiêu ngạo, Tiền vô ý hung hãn ra tay, oanh, hung diễm vô tận phô trương, hắn cười ha ha, tay phải thật giống như hóa thành móng vuốt cự thú, tóm tới Lăng Hàn. Không được, bọn người tử thành đại sư đứng lên, trình độ đan đạo của Lăng Hàn sắp đột phá trí cao, nhưng cảnh giới của bản thân hắn chỉ là thăng nguyên tiểu thành, kém tiền vô ý thực sự quá xa. Cái này vẫn là tiền vô ý tập kích, càng là đại chiêu hắn mưu đồ đã lâu, há có thể không ác liệt. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, tay phải siết lại, thể lực khủng bố ngưng tụ, đây là lực lượng bản chất nhất của nguyên thế giới, còn ở trên quy tắc, mặc dù hắn không cách nào trực tiếp vận dụng, chỉ có thể lấy hình thức man lực đánh ra, cũng đã đủ. Oanh, hắn vung nắm đấm, đánh tới tiền vô ý. Oanh, nắm đấm của lăng hàn thế như trẻ tre, cự trảo của tiền vô ý chỉ đụng vào liền nát, làm cho tiền vô ý phát ra kêu rên, trên tay phải tất cả đều là vết máu. Nhưng mà, nắm đấm của lăng hàn không có ý nghĩ dừng lại, vẫn đánh tới tiền vô ý, phảng phất như phía trước là một hành tinh khổng lồ, cũng ở dưới một quyền này hóa thành cho bụi. Tiền vô ý biến sắc, hắn cuối cùng biết trước đó mình bay lên cảm giác hoảng sợ cũng không phải ảo giác, mà là người trẻ tuổi này cường đại đến đáng sợ. Hắn vội vã bắn người trở ra, nhưng nói đến lực bộc phát hắn làm sao có thể so với Lăng Hàn. Lăng Hàn đuổi theo, song quyền liền oanh, oanh 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 oanh, chỉ ba quyền mà thôi, nguyên lực hộ thể của tiền vô ý liền đổ nát, sau đó tiền vô ý chỉ có phần thổ huyết, cả người bị đánh thành cặn bã. Kỳ thực tính khí của Lăng Hàn rất tốt, Người không chọc ta, hắn cũng hòa hòa khí khí, nhưng nếu như người chọc ta, vậy ta liền đánh cho người thổ huyết, xương gãy, mà nếu tiền vô ý muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên chỉ có ăn miếng trả miếng. Toàn trường ôm đầu, bọn họ thấy cái gì? Một cường giả thăng nguyên cảnh đại viên mãn, lại bị lăng hàn lấy loạn quyền đánh chết. Đệt, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bùng nổ ra tiếng hoan hô giống như sóng thần. Quá mạnh mẽ, trường tỏa của bọn họ thực sự quá mạnh mẽ thiên phú đan đạo vô song sắp bước vào hàng ngũ ngũ tinh đại sư mà thực lực võ đạo cũng kinh thiên động địa hai ba quyền liền đánh nổ một thăng nguyên cảnh đại viên mãn quả thực có thể tính là tiên vương lăng hàn nhìn về phía tạ dương băng khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt tạ dương băng hồn bay phách lạc sắc mặt như cho nguội thế gian tại sao có thể có biến thái như vậy ở trên võ đạo đan đạo đều đạt đến tình trạng để người ta ngay cả ngước nhìn cũng không thấy chỉ là tại sao ánh mắt của đối phương dọa người như vậy lang hàn cười nói nếu ngươi thích nơi này sau này liền lưu lại nơi này đi mỗi ngày luyện đan cho ta tạ dương băng không tự chủ được gật đầu tuy lang hàn đang cười nhưng hắn chỉ cảm thấy hàn ý vô tật nếu như bây giờ nói một câu phản đối phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị đánh giết thành cặn bã lang hàn vỗ vỗ vai của tạ dương băng vậy thì đúng rồi nếu cùng là người trong đan đạo phải trợ giúp lẫn nhau tạ dương băng miến cưỡng bỏ ra nụ cười nhưng so với khóc càng khó coi hơn gật đầu liên tục nhưng trong lòng chửi lăng hàn đến máu chó sói đầu nếu như thực lực của hắn đủ mạnh nhất định sẽ đánh giết lăng hàn thành cặn bã lăng hàn lời nói xoay chuyển đúng rồi các ngươi từng làn từng làn người chạy tới đến cùng là vì cái gì không có gì chỉ là muốn mở rộng thế lực của mình tạ dương băng vội vàng nói lăng hàn vỗ vỗ vai của hắn lại không thành thật a à. đông tiên vực quả thật có chút mỡ nhưng hoàn toàn không thể so với tây tiên vực hơn nữa hai người cách xa nhau một vô tận hải vực lui tới cực kỳ bất tiện trừ khi lưu trú ở đây nếu không coi như tạ dương băng hạ đan đạo thành cũng rất nhanh phải thay đổi triều đại tạ dương băng tiếp tục lắc đầu thật chỉ là muốn cướp đoạt chút bảo vật cùng tài nguyên lăng hàn nhoẻn miệng cười xem ra ta chỉ có thể siêu hồn a tạ dương băng dung sắc đại biến dưới siêu hồn hắn không chỉ lộ ra ngoài hết thảy bí mật hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm tính mạng cơ bản là thành kẻ ngu si đừng để chúng ta chờ quá lâu lăng hàn nói tạ dương băng do dự một chút mới nói có người nói ở một nơi nào đó trong đan đạo thành cất giấu một cổ đan phương cổ đan phương gì lăng hàn hỏi tên là tiên vương đan tạ dương băng không có do dự nữa trực tiếp thổ lộ ra tiên vương đan lăng hàn cười nói chẳng lẽ sau khi ăn sẽ để người trực tiếp trở thành tiên vương sao đúng thế không nghĩ tới tạ dương băng lại gật đầu lần này lăng hàn cũng trở nên nghiêm nghị trên đời này lại thật có đan dược châu bò như thế, ăn một viên liền có thể để người ta trực tiếp nhảy vào tiên vương cảnh. chương 2671 Tiên Vương Đan Chẳng trách lấy trình độ đan đạo của Tây Tiên Vực, vẫn có người không ngừng chạy tới, giá trị của đan phương này xác thực quá to lớn. Lăng Hàn tin tưởng, đan dược như vậy khẳng định có tính hạn chế rất lớn, không phải nhằm vào tu vi cảnh giới người sử dụng, chính là sẽ hạn chế người sử dụng tiến cảnh ngày sau. Muốn nói không hề có khuyết điểm, vậy quá không phù hợp thiên địa chi lý. Há, người chính là đến tìm đan dược này. Lăng Hàn gật gù, đến nói một chút tư liệu người đạt được đi. Tạ Dương Băng ấp a ấp úng, nhưng cuối cùng nói ra tư liệu đạt được, chỉ lo chọc giận Lăng Hàn bị siêu hồn, người ta căn bản không sợ cổ đan tháp của hắn. Nghe hắn nói xong, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Đồ vật tạ Dương Băng biết đến, kỳ thực ở cổ đan tháp cũng không phải bí mật gì, nhưng đại bộ phận người không tin truyền thuyết này, làm sao có khả năng tồn tại đan dược thần kỳ như vậy. Nhưng cũng có số ít người tin tưởng không tiếc qua biển mà tới. Lăng Hàn đuổi tạ dương băng đi, để hắn ở đan đạo thành luyện đan dược trăm vạn năm mới có thể rời đi. Hắn nói sự tình thiên vương đan cho tử thành đại sư, để sắc mặt của tử thành đại sư cũng có chút quái lạ. Sư phụ ngược lại là nghe nói qua sự tình thiên vương đan, có người nói là tổ sư gia của chúng ta ở lúc tuổi già sáng chế, nhưng bởi vì hắn sáng tạo ra đan phương này, bị thiên địa nhầm vào, chết ở dưới thiên kiếp. Nhưng cái này chỉ là truyền thuyết, xưa nay không ai coi là thật. Hóa ra, cái này ở Đan Đạo Thành cũng không phải bí mật gì, chỉ là không có ai tin tưởng. Không có lửa làm sao có khói, có khi thật có chuyện này thì sao?" Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hắn rất để bụng chuyện này, nếu như có thể để người trực tiếp tăng lên tới cấp bậc Tiên Vương, như vậy Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền thậm chí cha mẹ hắn đều có thể thành tựu Tiên Vương, vậy chỉ cần thiên địa bất diệt, bọn họ liền không cần lo lắng sẽ bị thiên nhân kiếp chém giết. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, Tạ Dương băng cho tư liệu rất mơ hồ, điều này cũng rất bình thường nếu như trực tiếp chỉ rõ ở đâu, vậy hắn cũng không cần đến tranh giành vị trí trưởng tỏa của đan đạo thành, mà trực tiếp lấy đan phương liền đi. Chính bởi vì không có đầu mối gì, tạ dương băng mới cần nắm giữ đại quyền, phát động toàn bộ nhân thủ của đan đạo thành tiến hành tìm tòi. Lăng Hàn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đan đạo thành động viên, bắt đầu tìm kiếm đan dược này. Ba tháng sau, Lăng Hàn nắm giữ tư liệu cổ đại càng ngày càng nhiều, cái này nguyên bản là linh ta linh tinh, chỉ nhìn đơn tuần người nào cũng không có địa phương cổ quái gì, nhưng ghép chúng nó lại kết quả lại cực kỳ rõ ràng đan đạo thành đã từng trùng kiến qua lang hàn cùng mấy nữ hổ nữ đi tới trước một quần thể kiến trúc ở trước đây nơi này đã từng là một tế miếu nhưng thương hải tan điền tế miếu bị san bằng nơi này lại dựng lên kiến trúc mới Trường tọa đại nhân bọn họ tới kinh động đến người trong kiến trúc vội vã ra đón lang hàn cười nói ý tứ không tốt chúng ta định hủy nơi này đi nhưng bảo đảm sẽ xây dựng lại cho các ngươi còn có, nơi này là chút bồi thường. Hắn ném về phía đối phương một cái không gian thần khí. Người chủ nhân kia vui mừng, trường tọa đại nhân yêu thích, tùy tiện phá là được, nào cần bồi thường gì, không phải mấy gian phòng thôi sao, chỉ là chút lòng thành. Chỉ cần cài đặt quan hệ với Lăng Hàn, vậy ở đan đạo thành không phải có thể nghênh ngang mà đi sao. Lăng Hàn lắc đầu, một là một, hai là hai. Thấy Lăng Hàn có chút không vui, chủ nhân kia không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận không gian thần khí. Lăng Hàn ra tay, san bằng toàn bộ kiến trúc, sau đó xới ba tắc đất, quả nhiên ở dưới lòng đất phát hiện một phế tích. Bọn họ đào lên toàn bộ phế tích, sau đó thanh trừ bùn đất, gõ gạch đập trụ, khám xét thông suốt. Mọi người đều là cao thủ, tốc độ tự nhiên rất nhanh, vẻn vẹn chỉ gần nửa ngày, bọn họ ở trong một tảng đá phát hiện một cái không gian thần khí. Đây là nhét vào, vừa vặn có khe hở thiên nhiên, không cố ý tra nhìn, là rất dễ dàng bỏ qua. Thần thức của Lăng Hàn dò xét vào, chỉ thấy bên trong có một ít đan dược, nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa bản thân không gian thần khí không có hiệu quả bảo đảm chất lượng, không biết trải qua bao nhiêu năm, những đan dược này đã hỏng hết rồi. Ngoài ra, chính là một giá sách nho nhỏ, phía trên bày đặt từng quyển từng quyển ghi chép lộn xộn. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bởi vì những ghi chép lộn xộn này đồng dạng trải qua năm tháng quá dài, trang giấy cũng đụng vào liền nát. Hắn vận dụng quy tắc thời gian cùng không gian, nhẹ nhàng chuyển động văn bản thật muốn có động tính gì, thời gian chảy chậm lại, để Lang Hàn có đầy đủ thời gian đi bổ cứu. Những thứ này đều là đan phương, một bản ghi chép một phần đan phương, hơn nữa đều là ngũ tinh. Lang Hàn ghi vào trong đầu, những ghi chép này chỉ có thể lật xem một lần, bởi vì xem xong liền hóa thành cho. Thời điểm nhìn thấy bản ghi chép thứ 10, ánh mắt Lang Hàn sáng lên. Tiên vương đan, thật là có, hắn thầm nói, càng cẩn thận lật xem. Sau khi xem xong, cả bản ghi chép hóa thành cho, mà Lăng Hàn thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như đan phương giới thiệu không giả, vậy tiên vương đan xác thực có thể để người ta thành tựu tiên vương, nhưng có điều kiện trước tiên là nhất định phải đạt đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao, đây chỉ là bớt cửa ải đi tiên lộ mà thôi. Đương nhiên, 10.000 thăng nguyên cảnh đi tiên lộ, có khả năng thành tựu tiên vương chỉ có một cái, thậm chí một cái cũng không có. Mà vật liệu dùng để luyện chế tiên vương đan, Lăng Hàn nghĩ một hồi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hai chữ, Phá sản, thực sự là quá phá sản, không chỉ phải dùng đến đại dược cấp tiên vương số lượng kinh người, hơn nữa còn phải dùng đến tiên trùng. Tiên trùng, chỉ có ở trên tiên lộ mới có thể sinh ra, người đi tiên lộ chính là muốn tập hợp tiên trùng không trọn vẹn, hòa vào trong cơ thể, kết từng giọt nhỏ, cuối cùng hình thành một viên tiên trùng hoàn chỉnh. Tiên trùng thành, liền có thể bước vào tiên vương cảnh. Nhưng quá trình hình thành tiên trùng quá khó quá nguy hiểm, sẽ bị thiên địa nhầm vào, cũng bị dã thú hung ác coi là con mồi, mang theo tiên chủng không trọn vẹn thật giống như là thân thể đại dược, có thể bị luyện hóa. Đương nhiên nguy hiểm nhất chính là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần không có thành tựu tiên vương, tiên chủng là có thể bị tước đoạt. chương 2672, Thạch Ma Vương Mà muốn luyện chế tiên vương đan, tiên chủng hoàn chỉnh chính là không thể thiếu. Cho nên nói, cái đánh đổi này quá to lớn, luyện một viên ra cũng đủ để vài thăng nguyên cảnh bước vào tiên vương. Nhưng giá trị tiên vương đan ở chỗ, người đi tiên lộ 99% sẽ thất bại, nhưng ăn vào tiên vương đan, vậy thì trăm phẩm trăm bước vào tiên vương cảnh. Hoàn toàn xứng đáng tiêu hao lớn như vậy, lăng hàn gật gù, đám người lưu vũ đồng, cha mẹ thậm chí phong phá vân, kỳ thực đều không thể thành tựu tiên vương, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua tiên vương đan đến đạt thành. Ta thực kỳ vọng lần tiên lộ mở ra này, lăng hàn lẩm bẩm nói. Hắn nói ra vật liệu của tiên vương đan, chúng nữ cũng líu lưỡi, đan dược như vậy thật không biết có mấy người luyện chế ra được, có lẽ chỉ có thiên tôn sau khi trở về lăng hàn nói sự tình tiên vương đan cho tử thành đại sư tự nhiên cũng viết ra đan phương cái này không cần cất giấu chỉ là vật liệu khủng bố cũng đủ để cho người nhìn mà dừng lại tử thành đại sư cũng chỉ có phần cười khổ tiên trùng không thể mang ra tiên lộ nói cách khác nhất định phải tiến hành luyện chế ở trên tiên lộ đây cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vì thiên địa có quy tắc thiên địa tiên vương là không thể vào tiên lộ bằng thang nguyên cảnh có thể thu được mấy viên tiên vương đan này khả năng vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trong lý luận. Ở đan đạo thành rất nhiều ngày, Lăng Hàn lần thứ hai lên đường, đi tới ly hận thành, đoàn tụ cùng cậu, biểu ca. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ đương nhiên một đường ung dung, cho dù gặp phải kẻ xấu cũng bị bọn họ quét ngang, bởi vậy, nửa năm sau, bọn họ liền đến ly hận thành. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn cũng đang không ngừng tăng mạnh trình độ thập luyện, cũng phóng lực chú ý tới phỏng đoán tiên vương đan, ở trong đầu thử luyện ngàn vạn lần. Cái này tuyệt đối không thể thất bại, mỗi một phần vật liệu đều quá quý giá, thất bại một lần cũng không cách nào hình dung lãng phí bao nhiêu. Hắn còn làm thời gian chảy đối với mình, bởi vậy nửa năm thời gian kỳ thực gần như có khoảng 500 năm, để hắn nắm giữ thập luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, gần như 100 lần mới sẽ thất bại một lần. Nhưng lang Hàn vẫn không vừa lòng, hắn cần thấp nhất là một ngàn lần thất bại một lần, tốt nhất một vạn lần thất bại một lần, như vậy hắn mới sẽ đi luyện đan dược cấp tiên vương. Tiên vương đại dược quá quý giá quá hiếm có, hắn tiêu hao không nổi. Tiến vào ly hận thành, bọn họ lao thẳng tới núi hoang lúc trước thu xếp đám người nhạc chấn sơn, nhưng sau khi bọn họ đi tới, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì nơi này đã kiến thiết ra một chấn lớn, vị trí ở dưới chân núi, mà ở sườn núi, đỉnh núi lại có từng tòa từng tòa cung vũ, xa hoa. Xem ra đám người nhạc chấn sơn cũng trời khí thế hừng hực a. À. Đám người lăng hàn đi đến thôn chấn, chỉ thấy ra ra vào vào, thật nhiều thương nhân đầy tớ, kéo từng xe từng xe hàng hóa ra ngoài, cũng có từng xe từng xe hàng hóa vận vào. Đoàn người Lăng Hàn tiến vào cũng không có khiến ai chú ý, có lẽ xem bọn họ là người làm ăn. Bọn họ tiến vào thôn trấn, chỗ này kỳ thực lớn thái quá, phóng tới cổ giới, đủ để sánh ngang một tòa thành thị to lớn. Quanh quẩn đi một chút, bọn họ đi tới một tử lâu, nơi như thế này vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất. Quả nhiên, nghe các tử khách nói chuyện trời đất, Lăng Hàn rất nhanh liền biết, đám người nhạc trấn sơn quả nhiên kiếm ra chút danh đường, dựng nơi này thành một thương trấn, nhưng cấp độ không cao. Như nếu không, đám người lăng hàn một đường lại đây sẽ không nhìn thấy đoàn xe, đều có thể thua ở trong không gian thần khí. Ăn uống no đủ, gặp bọn họ thôi. Đám người lăng hàn rời từ lâu, đi lên núi, cao tầng nơi đây đều ở trên núi, linh khí khá đầy đủ, càng thích hợp tu luyện. Có điều, ra vào thôn trấn không có hạn chế gì, nhưng muốn lên núi. Đứng lại, hai tên thủ vệ lập tức ngăn đám người lăng hàn lại. Đây là cấm địa, các người có thông hành lệnh không? Lăng hàn cười cợt, lắc đầu. Không có, vậy mời trở về đi, nơi này không phải để cho các ngươi ngắm cảnh. Một tên thủ vệ nghiêm nghị nói, Lăng Hàn nói, làm sao, các ngươi còn chiếm núi làm vua. Hai tên thủ vệ đều có chút im lặng, người ngốc sao, lẽ nào ngươi đi sông chỗ ở của người khác bị cự tuyệt, còn muốn người khác lấy ra chứng cứ nói gian phòng này là của bọn họ. Đi đi đi, bọn họ đều không còn tâm tình nói chuyện với Lăng Hàn, trực tiếp đuổi người. Lăng Hàn cũng chỉ đùa giỡn bọn họ mà thôi, nói phiền phức đi thông báo nhạc Trấn Sơn hay nhạc Khai Vũ, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh cũng được, nói Lăng Hàn trở về. Lăng Hàn, Lăng Hàn, hai tên thủ vệ cũng khiếp sợ, bọn họ đương nhiên biết Lăng Hàn là ai, nhưng chính là người này sao? Bọn họ lắc đầu, người trẻ tuổi, người là bắt lấy một chút tin tức, cố ý đến giả mạo sao? Đi mau đi mau, bằng không mấy vị đại nhân lại đây, người sẽ không chiếm được chỗ tốt. Chủ yếu là trước đó Lăng Hàn biểu hiện lưu lại cho bọn họ ấn tượng không tốt, bằng không nói không chắc bọn họ thật sẽ đi thông bẩm nhưng mà hiện tại bọn họ một trăm cái không tin các nữ cũng cười duyên ai bảo lăng hàn thích lắm lời hiện tại lại để mấy tiểu nhân vật tinh thần cảnh khinh bỉ thậm chí đánh đuổi lăng hàn bất đắc dĩ lắc đầu không thể làm gì khác hơn là hét dài một tiếng âm thanh cuồn cuộn như rồng để thiên địa cũng thất sắc hắn sắp đạt đến tiên vương có thực lực như vậy người nào dám làm càn ở bàn vân sơn ta cuồng đồ phương nào chỉ thấy vô số người từ trên núi nhảy ra, nhưng người nào cũng không thể phi hành, hiển nhiên không có một cái là chảm trần cảnh, bọn họ nhanh chóng xuyên qua ở trong núi, rất nhanh thì đến nơi này, hoàn toàn vây quanh đám người lăng hàn. Nhìn thấy đoàn người lăng hàn nữ nhiều nam ít, tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng, hơn nữa còn có mấy nữ tử đẹp đến kỳ cục, bọn họ đều có loại cảm giác mê muội quá đẹp, để bọn họ không còn ý niệm khác, chỉ muốn tiếp tục nhìn mãi như thế. Có điều khẳng định sẽ có người ý chí kiên định, lập tức quát lên các ngươi là người nào, vì sao làm càn ở đây? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta tên Lăng Hàn, đến bái phỏng lão hữu. Mọi người vừa nghe, đều nửa tin nửa ngờ. Cố sự liên quan tới Lăng Hàn, bọn họ đã nghe nói qua rất nhiều lần, cũng cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng ở trong lòng bọn họ, đã qua mấy vạn năm, cho dù Lăng Hàn trở về, cũng phải là hình tượng một nam tử trung niên. chương 2673, mời chào thượng. Người trước mắt này, so với đại bộ phận trong bọn họ còn muốn non, làm sao có khả năng là lăng hàn lại dám giả mạo lăng hàn đại nhân không ít người uy nghiêm đáng sợ nói ở trong lòng bọn họ lăng hàn là thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn lúc này thì có người tính nôn nóng ra tay đâm ra một thương như rắn bạc lăng hàn tiện tay nắm lấy trường thương cười nói làm sao chỉ có thanh niên các ngươi các đại nhân đâu chư vị đại nhân đang thương nghị đại sự a à, có người thành thật vẫn đúng là nói ra kết quả tự nhiên bị người che miệng Lăng Hàn Nha một hồi, chẳng trách không thấy đám người phong phá vân đi ra, hóa ra là có việc. Xem ra, bọn họ thương lượng sự tình còn rất trọng đại, nếu không làm sao cũng phải phái ra mấy chảm trần đến chứ. Cùng tiến lên, một thanh niên kêu lên, hắn tựa hồ rất có uy vọng, ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập ra tay. Lăng Hàn tiện tay nhấn một cái, quy tắc không gian phát động, tất cả mọi người đều bị ràng buộc, duy trì thư thái ra tay, nhưng không cách nào nhúc nhích. Bọn họ kinh hãi, đây là người nào a? À? cũng quá mạnh mẽ, một người, chỉ nhấn một cái, bọn họ liền bị hạn chế. Thét, một tiếng rít vang lên, giữa núi xuất hiện bụi mù cuồn cuộn, cấp tốc kéo về nơi này. Là thạch ma vương đại nhân, có người lập tức vui mừng nói, Lăng Hàn chỉ ràng buộc năng lực hoạt động của mọi người, nhưng không có để bọn họ nói không được. Ha ha, thạch ma vương đại nhân nhất định sẽ đánh cho hắn sợ chết khiếp. Chờ khóc đi, nhiều người trẻ tuổi tràn ngập kỳ vọng, ở trong lòng bọn họ, thạch ma vương hầu như là vô địch bụi mù cuồn cuộn chỉ thấy một thạch nhân hiện ra đang lấy tốc độ cao kinh người xông lại gần rồi gần rồi có chút người trẻ tuổi không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì thạch ma vương không có ý nghĩ giảm tốc độ nhìn dáng rất là muốn trực tiếp ra tay với lăng hàn nhưng bọn họ còn kẹp ở giữa a nếu như bị thạch ma vương va một hồi tuyệt đối là hóa thành thịt nát lăng hàn nở nụ cười đưa tay đẩy một cái người che ở trước mặt hắn như sóng nước tách ra cho thạch nhân một thông đạo màu xanh lục Oanh, thạch nhân nhất thời đụng vào, tất cả mọi người cảm giác được, đại địa rên rỉ, va chạm này thực sự là quá mãnh liệt. Kha kha, tiểu tử kia nhận đòn đánh này khẳng định sẽ xong đời. Tất cả mọi người là chắc chắc, bị va chạm như thế, lang hàn khẳng định xong đời. Nhưng bọn họ nhìn lại, mỗi người đều muốn hôn mê. Trên người lăng hàn không chỉ không có một chút tổn thương nào, hơn nữa thạch ma vương đại nhân lại hóa thân thành một tiểu cầu, vòng quanh người này di chuyển, đệt, 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 kia là thạch ma vương đại nhân A, ngay cả phong đại nhân, mộ dung đại nhân cũng hết sức kính trọng, hơn nữa được gọi là ma vương, có thể thấy được tính khí của thạch ma vương dọa người cỡ nào, hiện tại lại hóa thân thành một tiểu cầu xin cưng chiều, quả thực hủy hoại hình tượng A. Nhất định là hoa mắt, tất cả những thứ này là giả. Bọn họ lại nhìn, nhưng lần này càng thêm chơi vui, không biết từ nơi nào nhảy ra một con tiểu thú, người đứng thẳng, chân sau cường tráng mạnh mẽ, nhưng hai chân trước cực kỳ ngắn nhỏ, móng vuốt thua ở trước ngực, tựa như một người. Nhưng tiểu thú này cực kỳ hung mãnh, cùng thạch ma vương đại nhân cắn xé nhau. Không được, thạch ma vương đại nhân là đang bị đè đánh, bị tiểu thú đè ở trên mặt đất. Tiểu thú đang nhảy ở trên người của thạch ma vương đại nhân, oanh oanh oanh, mỗi nhảy một lần liền để mặt đất dung chuyển một hồi, cho thấy lực lượng của tiểu thú kinh khủng. Tất cả mọi người mặt đều tái rồi, nếu như bọn họ bị tiểu thú dẫm một hồi, không phải ruột muốn lòi ra sao. lang Hàn cười ha ha nói. Được rồi được rồi, đây là tiểu thạch, đây là tiểu khủng, các ngươi là người một nhà. Tuy tiểu khủng vẫn không có đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng đã khôi phục lại tứ trạm đỉnh cao, tồn tại có thể thành đế, sức chiến đấu tự nhiên đáng sợ, dễ dàng liền đánh ngã thạch nhân. Lăng Hàn lại nhìn về phía tiểu thạch, ngươi lười biếng lắm hả, đã qua mấy vạn năm, ngươi làm sao vẫn không có tiến vào phân hồn. Gâu, thạch linh học chó sủa, nằm nhoài ở bên chân của Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là oan ức. Dựa vào mình tu luyện, coi như nó có thể bước vào phân hồn, vậy chỉ ít cũng là sự tình mấy trăm trăm triệu năm sau, ngăn ngắn mấy vạn năm không đáng kể chút nào. Mà chủ nhân ngươi lại không cho ta thạch tinh hoa ăn, ta làm sao có thể trưởng thành. Được được được, cho ngươi ăn, lang hàn tiện tay tung ra, tất cả đều là ngọc thạch tinh phách, đối với thạch linh mà nói tuyệt đối là tồn tại giống như tiên dược. Con mắt thạch linh phát sáng, vội vàng vớ lấy những ngọc thạch này, trên mặt tất cả là ý phòng bị, ai dám lại đây, nó liền cùng ai liều mạng tiểu khủng khinh thường nhìn chỉ mấy khối đá thúi mà thôi còn coi là bảo bối sao đi dẫn ta đi gặp đám người đại ca lăng hàn vỗ vỗ thạch nhân thạch linh vội vàng gật đầu dẫn đường ở trước mặt tất cả mọi người nhìn choáng váng ai từng thấy thạch ma vương đại nhân ngoan như thế chỉ có một khả năng lăng hàn đại nhân trong truyền thuyết kia rốt cục trở về thạch linh dẫn đường bọn họ đi tới trên một ngọn núi một cung điện xây ở trên đỉnh huy hoàng lộng lẫy cửa có thủ vệ nhưng nhìn thấy là Thạch Linh dẫn đường, không khỏi kinh ngạc. Người nào không biết nơi này là trọng địa, chỉ có thành viên hạt nhân nhất mới có thể đi vào, tuy Thạch Ma Vương Đại Nhân có tư cách như vậy, nhưng mang theo nhiều người như vậy là có ý gì? Lăng Hàn mở miệng nói, Phong Đại Ca, Mộ Dung Tam Ca, cậu, ta đã trở về. Xeo xeo xeo, nhất thời, chỉ thấy từng bóng người từ trong cung điện bắn ra. Tứ đệ, Lăng Hàn, chủ nhân, rất nhiều người nhào tới, mà nhạc Trấn Sơn thì nhìn về phía nhạc Hồng Thường, huynh muội gặp lại, tự nhiên cũng có thiên ngôn vạn ngữ. Mà tu la ma đế tuyệt đối là vẻ mặt khuếch đại nhất, bộ dáng như thấy cha đẻ, ôm chân lăng hàn chết cũng không thả, đây chính là thời cơ tốt nhất bày tỏ lòng trung thành A. Lập tức, phong phá vân ra lệnh một tiếng, tiệc rượu bày lên, đón gió tẩy trần cho đám người lăng hàn. Sau một phen hàn huyên, lăng hàn mới hỏi, các ngươi đang thương lượng chuyện gì, có phải là gặp phải phiền toái gì không? Nhạc Trấn Sơn gật đầu, là gặp phải phiền phức, có điều nếu ngươi trở về, vậy khẳng định không sao rồi. chương 2674, mời chào hạ. Hóa ra, trạng thái phát triển của bọn họ khả quan, hơn nữa có tư thế cái sau vượt cái trước, bởi vậy trong thành có một thế lực đưa ra cảnh ô lưu với bọn họ, muốn thu bọn họ vào trong hệ thống. Đám người phong phá vân đang thương lượng có nên tiếp thu hay không, một khi đồng ý, hệ số an toàn của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, bởi vì có chỗ dựa. Nhưng chỗ hỏng cũng có, chính là phải nộp lên một bộ phận lợi ích. Hơn nữa, Thế lực kia ở lúc mời chào đồng thời cũng không quên uy hiếp một hồi, nếu như lần sau tới, đám người Phong Phá Vân trả lời là từ chối, như vậy khả năng cực cao chính là khoảng khắc bọn họ hủy diệt. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, không cần để ý tới, người mạnh nhất Ly Hận Thành chỉ là tiên phủ cảnh, hắn một ngón tay liền có thể xử lý. Mọi người đối với Lăng Hàn có loại tin tưởng mù quáng, nếu Lăng Hàn nói không cần để ý tới, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối, lúc này thả ra buồn phiền, thoải mái uống rượu. Phong Phá Vân mộ dung thanh khó tránh khỏi hỏi vũ hoàng hiện tại lăng hàn trở về nhưng vũ hoàng không thấy để bọn họ nhớ nhung lăng hàn cười ha ha hiện tại nhị ca mãnh liệt đến không được đã sớm bước vào thăng nguyên cảnh hơn nữa còn thành tựu đế tinh mọi người biết thăng nguyên cảnh nhưng không biết đế tinh là có ý gì hiếu kỳ hỏi dò lăng hàn đơn giản phổ cập kiến thức cho mọi người một chút chỉ là không có nói đến sự tình chiến tranh vị diện cái này cách bọn họ quá xa ngược lại cũng không giúp đỡ được gì không bằng liền ở đây yên hưởng sinh hoạt hắn lấy ra lượng lớn đan dược tặng cho mọi người đến cuối cùng mọi người đều không uống rượu toàn bộ nghe lăng hàn giảng đạo giới hạn ở tư chất còn có tài nguyên nơi này còn không có một người bước vào phân hồn tự nhiên càng không có người ngũ chảm đây là sự tình không hiện thực coi như lăng hàn là đan đạo đế vương cũng không thể để mọi người một bước lên trời tu luyện trung quy là phải dựa vào mình lăng hàn quan sát một hồi có thể đột phá phân hồn lác đác chẳng có bao nhiêu, đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cái này ở dưới tình huống bình thường, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mười mấy, thậm chí hơn trăm cường giả phân hồn. Nhưng Lăng Hàn không đáng kể, hắn muốn nhiều tài nguyên như vậy làm gì, đương nhiên là tiêu vào trên người người thân, bằng hữu. Vài ngày sau, liền đến kỳ hạn đám người phong phá vân phải trả lời chắc chắn. Đó là một gia tộc quyền thế trong ly hận thành, Thái Gia. Thái Gia lão tổ là cường giả thiên hồn, nếu như còn có thể tiến thêm một bước, vậy ở ly hận thành sẽ có quyền lên tiếng rất lớn. Đáng tiếc, vượt qua một bước này khó như lên trời, không biết bao nhiêu năm qua đi, thái gia lão tổ còn bồi hồi ở thiên hồn cảnh, càng có khả năng cả đời vô vọng bước vào tiên phủ cảnh, bị thiên nhân kiếp dây dưa đến chết. Thái gia quả nhiên đúng giờ đi tới, lăng hàn để đám người phong phá vân đi chiêu đãi, ngược lại hắn chỉ phụ trách đánh nhau. Hắn đang dạy tiểu khủng, tiểu gia hỏa là sản phẩm của dị vực, ở dị vực có thể nói là được trời cao chăm sóc, từ nhỏ mạnh mẽ, nhưng đi tới tiên vực phải làm lại từ đầu, hơn nữa tiến cảnh chậm thái quá. Cũng còn tốt chính là, sinh mệnh kết cấu của tiểu khủng không giống, nó đột phá không cần đi thiên địa bí cảnh gì, chỉ cần lực lượng tới liền đột phá. Thậm chí có thể nói, ở trên người nó cũng không có cảnh giới, có thể xem thành một con đường thẳng tắp, lực lượng mạnh thì sức chiến đấu mạnh, không giống võ giả, mỗi bước qua một cảnh giới, thực lực sẽ sông mạnh một đoạn dài. Tiểu khủng là thiên địa dị vực hình thành, Khả năng cực cao có lực lượng thiên địa của dị vực, nhảy qua tầng thứ quy tắc, bởi vậy tự nhiên không có nói cảnh giới. Loại tầng thứ sinh mệnh này càng cao hơn, sau khi Lăng Hàn dậy một trận, liền đổi Ngõ Lý tới, nói đến phương diện lực lượng thiên địa, khẳng định là Ngõ Lý càng mạnh hơn. Ngõ Lý cũng rất có hứng thú với tiểu khủng, thiên địa kết quả dù sao cũng hiếm thấy, hắn không ngại một bên chỉ đạo một bên nghiên cứu. Lăng Hàn ngồi một bên, chỉ một hồi, hắn liền nghe được âm thanh vỗ bàn, liền chậm rãi đi đến nghị sự điện. Quả nhiên, giữ giả thái gia đang đầy mặt kích phẫn, oành 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 vỗ bàn. Được, cho các người mặt các người không muốn, vậy chờ hủy diệt đi. Thái gia tổng cộng đến hai người, bây giờ nói chuyện là nam tử trung niên chừng 30 tuổi, tu vi nhất chảm, mà tên còn lại là người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, đang uống trà, bộ dáng nhẹ như mây gió. Chờ nam tử trung niên nói xong, người trẻ tuổi mới đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ho khan một hồi. An thiếu, ngài nói, nam tử trung niên vội vã cúi thấp người, thật giống như nô tài, lấy lòng người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi lúc này mới nói, các người phải suy nghĩ rõ ràng, thật muốn từ chối ý tốt của Thái gia ta. Này này này, An Thiếu nói rồi, các người hiểu rõ chưa, đầu óc không nên ngu muội Nam tử trung niên kia lập tức cáo mượn oai hùng, chỉ điểm về phía mọi người, dáng dấp cực kỳ tiểu nhân. Đây chính là quyết định sau cùng của chúng ta. Phong phá vân từ tốn nói, lúc trước hắn là cường giả tuyệt đỉnh trong tiểu thế giới, tự nhiên có khí tiết cùng phong thái, đây là rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn cũng không thể có vì lẽ đó có câu nói thà làm đầu gà không làm đuôi trâu các ngươi chính là heo nam tử trung niên kia lớn tiếng trách mắng hận không thể chạy tới bóp cổ của bọn họ người thanh niên trẻ chỉ nở nụ cười ta ngược lại muốn xem xem các ngươi từ đâu tới sức lực lớn như vậy hắn ra tay chộp tới phong phá vân đây là người mạnh nhất ở giữa trường tu vi tứ trảm chỉ cần bắt phong phá vân vậy dĩ nhiên sẽ phá hủy tự tin của tất cả mọi người ở nơi này Phong phá vân hừ nhẹ một tiếng, ra tay đón đánh. Thiên phú của hắn xa xa không thể so với Lăng Hàn, Vũ Hoàng, nhưng năm đó có thể ở hàng thiên đại lục cần cỗi thành tựu phá hư cảnh, kỳ thực cũng có thể xem như là kỳ tài ngất trời, chỉ là thiên vực quá lớn, nhân tài quá nhiều, hắn liền không đáng chú ý. Nhưng sức chiến đấu của hắn không hề kém, mấy ngày nay được Lăng Hàn tăng lên, cái gì máu tổ vương, đan dược cấp cao, chỉ cần có thể dùng đều vận dụng, lại lấy thời gian chảy ra tốc, sức chiến đấu của hắn tăng lên hết sức kinh người ầm um, ầm um, ầm, um, hai người giao thủ, trong nháy mắt liền phá hủy đại điện, sau đó đánh tới bầu trời. Kha kha, An thiếu ra tay, vậy ngươi khẳng định là muốn mất mạng. Nam tử trung niên nói mát, chương 2675, Thái gia nổi giận. An thiếu, người xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ Thái gia, tên là Thái An, cách phân hồn chỉ một bước, không bao lâu nữa liền đi đột phá. Nhưng mọi người không có một cái kinh hoàng, cho dù Phong Phá Vân không phải đối thủ, không phải còn có lang Hàn sao? Giữa bầu trời, Thái An càng đánh càng kinh hoàng, hắn lại còn không có bắt đối thủ. Cái này hoàn toàn ra khỏi dữ liệu, bởi vì ở trong hắn dự đoán, nhiều lắm trăm chiêu liền có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, 500 chiêu liền có thể thành lập ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại đã hai ba trăm chiêu, nhưng hắn không những không có chiếm được thượng phong, thậm chí bị áp chế ngược lại. Hắn không thể nào tiếp thu được, đường đường trẻ tuổi kiệt xuất nhất thái gia, lại không thể trấn áp một dã nhân. Phong phá vân càng đánh càng thoải mái tràn trề, Hắn nguyên bản không có sức chiến đấu mạnh như thế, tất cả là Lăng Hàn đột kích tăng lên mang đến chỗ tốt, để sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi. Mới đầu hắn vẫn chưa thể thích ứng thực lực cường đại như vậy, sau khi chiến đấu lâu, hắn mới thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn áp chế Thái An. Oanh, 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 giữa bầu trời không ngừng lướt qua tia sáng, ầm 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 nổ vang cũng nối liền không dứt. Qua nửa ngày sau, một bóng người đột nhiên từ giữa bầu trời ngã xuống. Nam tử trung niên nhất thời cười to ha 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 ha, An Thiếu thắng, ô, oh, An Thiếu, An Thiếu, hắn nở nụ cười một trận, sau đó mới phát hiện người rơi xuống lại là Thái An, vội vã chạy qua, nâng Thái An dậy. Phong phá vân bay xuống, hắn tự tin tung bay, chỉ cảm thấy như trở lại tiểu thế giới, trời đất tuy lớn, nhưng hắn có thể tùy ý ngang dọc. Cút, phong phá vân trách mắng, ngươi dám bảo chúng ta cút, nam tử trung niên khó mà tin nổi, phải biết Thái gia là có cường giả phân hồn cảnh. Coi như người đánh thắng Thái An thì đã làm sao, thái gia có người kiềm chế được các ngươi. Thái An tự giác trên mặt tối tăm, ngăn cản nam tử trung niên kia quát mắng, điềm nhiên nói. Hóa ra bản vân sơn còn tàng long ngọa hổ, được, lần này thái mẫu nhận thiệt thòi. Hắn đẩy nam tử trung niên ra, muốn tự mình đi đường. An thiếu, an thiếu, nam tử trung niên vội vã đi theo, nhưng hắn mới đi vài bước, đã thấy phía trước có một người, hắn không khỏi tức giận, trách mắng. Cút ngay, lang hàn mỉm cười, người này miệng quá thối, không giáo huấn ngươi một hồi xem ra ngươi là không nhớ được hắn vung tay lên đùng một bà tai đánh tới đánh cho thân thể nam tử trung niên kia xoay chuyển vài vòng một chùm máu tươi cùng mười mấy cái răng vỡ phun ra ngoài a à, nam tử trung niên kêu thảm thiết thật vất vả đứng vững hắn mới nhìn về phía lăng hàn nói ngươi ngươi dám đánh ta lăng hàn kinh ngạc ngươi vẫn không có học được giáo huấn nam tử trung niên vội vàng đuổi theo thái an hắn đối với lăng hàn đã tràn ngập hoảng sợ một trường liền đánh hắn xoay tròn, hoàn toàn không thể là đối thủ. Thái An nhìn về phía Lăng Hàn cùng Phong Phá Vân, sau đó không quay đầu lại liền đi. Hắn nhất định sẽ trở lại, Lăng Hàn không có ngăn cản, ngược lại hắn muốn ở lại nơi này một thời gian, Thái Gia coi như là tiêu khiển đi. Lần này Thái Gia phản ứng liền nhanh hơn nhiều, cũng kịch liệt hơn rất nhiều. Một thế lực chạm trần nho nhỏ, không chỉ từ chối ý tốt của bọn họ, lại còn đả thương sứ giả của bọn họ. Sau một ngày, Thái Gia phát động lượng lớn nhân mã, có hai cường giả phân hồn mang đội, phân phối 11 tên chảm trần cảnh, lại thêm một số sáng thế cảnh, đội ngũ này có thể nói là minh mông cuồn cuộn. Vân thiếu, để ngươi chế diễu, ở giữa đoàn người thái gia, còn có một người ngoài, nếu Lăng Hàn nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra được. Phó Cao Vân, người nắm quyền ly hận thành, đời sau của dòng chính phó gia, là một trong mấy người thừa kế gia tộc. Trước đây, hiện tại là duy nhất, bởi vậy, thái gia đương nhiên cực kỳ cung kính phó Cao Vân phó cao vân là thích để ý chuyện không đâu hắn vừa vặn được thái ra mời đi vào làm khách kết quả gặp phải chuyện này tâm huyết dâng trào thấy nhàn dỗi cũng nhàn dỗi liền tới xem một chút đi hắn cũng thật là nhàn đường đường người thừa kế phó ra lại còn đi chơi lung tung như thế đã nhiều năm như vậy tu vi của hắn ngược lại cũng có tăng trưởng rất lớn đạt đến địa hồn cảnh vô cùng tốt đoàn người khí thế hùng hổ giết tới trên chấn, bọn họ quá mạnh mẽ kiêu ngạo ngút trời những thương khách trên trấn không ai không tìm một chỗ trốn đi chỉ lo gặp phải vạ lây người phụ trách nơi đây đâu đi ra cho ta một tên cường giả phân hồn của thái gia lớn tiếng quát phong phá vân mộ dung thanh lăng hàn cùng một chỗ đi ra nhất thời phó cao vân trợn mắt thật giống như thấy quỷ dám đả thương người của thái gia ta các ngươi cũng thật là to gan lớn mật tên cường giả phân hồn của thái gia kia lạnh lùng nói tuy hắn chỉ là dương hồn cảnh nhưng trấn áp chảm trần còn chưa đủ sao bình thường thôi, Lăng Hàn cười nói, hư, ngày hôm nay Vân Thiếu cũng có mặt, cho các người một cơ hội, dập đầu bồi tội, lại đáp ứng điều kiện lúc trước, có thể tha các người không chết. Cường giả dương hồn cảnh của Thái Gia kia nói, bằng không, bình định chấn này, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ xử tử. Xử xử xử, xử cái đầu người A, Phó Cao Vân đột nhiên tức giận, bắt lấy cường giả dương hồn của Thái Gia đánh mãnh liệt. Thứ nhất hắn cao hơn hai cảnh giới nhỏ, thứ hai là vương giả, đối phương sao có thể là đối thủ của hắn. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, phó gia thiếu chủ muốn đánh người, hắn dám không cho đối phương đánh sao. Chỉ là mọi người thái gia không ai biết vì sao vị thiếu gia này lại đột nhiên tức giận, lẽ nào bị động kinh. Nhưng phó đại thiếu đang tức giận, ai dám khuyên, không ai không hoảng sợ, chỉ mong phó đại thiếu mau mau đình chỉ phát rồ, bằng không vạn nhất còn có hành vi càng thêm quái lạ, tỉ như. Cái gì đó, vậy ai nhận được, lăng ca, Phó Cao Vân đánh cường giả dương hồn của Thái Gia một trận, sau đó gương mặt lập tức chất lên nụ cười, chạy vội về phía Lăng Hàn. Xong, xong, lần này Phó Gia Đại Thiếu thật bị bệnh không nhẹ, lại gọi người là ca. Phó Gia Đại Thiếu A, người thừa kế thế lực tam tinh, lại gọi một người thế lực chảm trần nho nhỏ là ca, bệnh này có thể nhẹ sao? Nhưng cũng có người thông minh phản ứng lại, chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy, hoảng sợ đến không cách nào hình dung. Trường 2676, trưởng tọa đan đạo thành. Lăng Hàn gật gù, ngươi sống cũng không tệ lắm, tiểu đệ một đống lớn a. À. Phó Cao Vân bị hù sợ, vội vàng nói, "Lăng ca ngươi không nên bẩn thiểu ta, những cái này không phải tiểu đệ của ta, chỉ là tiện đường cùng một chỗ lại đây, hoàn toàn không có quan hệ khác." Hắn dỗ sạch sành xanh, tự nhiên là bởi vì thân phận của Lăng Hàn. Lăng Hàn là ai? Dứt bỏ hắn yêu nghiệt không nói, chỉ luận thân phận, người ta chính là trưởng tỏa của Đan Đạo Thành, là đứng đầu thế lực tứ tinh, đừng nói hắn ngay cả lão gia tử nhà hắn thấy Lăng Hàn cũng phải cực kỳ cung kính. Có thể nói như vậy, hắn có thể từ trong một đống người thừa kế thành người thừa kế duy nhất cũng là bởi vì quan hệ với Lăng Hàn. Như vậy hắn đứng thành hàng liền đơn giản tự nhiên, hơn nữa, hắn theo tới là bởi vì quá nhàn, cùng thái gia nào có giao tình gì. Mọi người thái gia cũng kinh ngạc đến ngây người, ở trong mắt bọn họ, Phó Cao Vân chính là chiêu bài to lớn nhất trên trời trên đất, nhưng chỉ chớp mắt mà thôi, vị Phó đại thiếu này liền thành cháu trai để con ngươi của bọn họ muốn rơi ra. Cái này cái này cái này cái này, người trẻ tuổi kia đến cùng có thân phận gì, cũng quá dọa người đi. Các ngươi còn không mau mau lại đây bái kiến lăng ca cho ta. Phó Cao Vân quay đầu, lập tức hung thần ác sát trách mắng. Bái, bái kiến lăng ca, tuy người thái gia còn mê mang, nhưng lời của Phó Cao Vân lại há có thể không nghe. Vội vã nạp đầu liền bái, chỉ là Phó Cao Vân liền không phải bọn họ có thể chiêu tới, huống chi lai lịch của lăng hàn tựa hồ càng to lớn hơn. Lăng Hàn cười ha ha, ta không dám nhận, những người này không phải đến trả thù sao? Lăng ca, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân a." À. Phó Cao Vân vội vã giảng hòa, vạn nhất đan đạo thành bởi vậy nổi trận lôi đình, vậy đừng nói thái gia xong đời, ngay cả phó gia cũng không dễ chịu. Hiện tại hắn cũng đứng ở trên vị trí gia chủ của phó gia suy nghĩ vấn đề, bằng không hắn khẳng định sẽ không để ý, liên quan gì tới ta chứ." Lăng Hàn có nhiều thâm ý mà nhìn Phó Cao Vân, từ biệt mấy chục ngàn năm Tên này cũng có bước tiến dài, không phải tu vi mà là tâm tính. Hắn gật gù, được rồi, việc này liền như vậy bỏ qua a, à. cảm ơn Lăng ca, Phó Cao Vân đại hỉ, sau đó nhắm người của Thái gia đấm đá một trận. Còn lo lắng làm gì, không mau mau cảm tạ Lăng ca ta. Cảm ơn Lăng ca khoan hồng độ lượng, mọi người vội vã lại xuống, Lăng Hàn không thích cái trò này, vất tay một cái để mọi người đi. Cao Vân, nếu đến rồi, liền uống chén trà đi. Lăng Hàn xoay người Phó Cao Vân đáp ứng một tiếng, đang muốn cất bước, lại nghe một cường giả phân hồn của Thái ra hỏi. Vân Thiếu, vị lăng ca này rốt cuộc là ai? Cái này vừa hỏi, cũng làm cho rất nhiều người Thái ra dựng thẳng lỗ tai lên. Bọn họ quá hiếu kỳ, vị này có thể làm cho Phó Cao Vân cúi đầu, lai lịch sẽ lớn đến bao nhiêu. Phó Cao Vân nguyên bản không dự định để ý tới, lần này suýt chút nữa bị những người này dọa ra bệnh tim, nhưng nghĩ nghĩ, để tránh sự tình như vậy xảy ra lần nữa, liền nói. Các ngươi có biết Đan Đạo Thành không? Tất cả mọi người gật đầu, chỉ cần là võ giả, người nào không biết Đan Đạo Thành, kia là thánh địa của hết thảy đan sư, trên căn bản hết thảy đan dược đều từ Đan Đạo Thành chảy ra. Lăng Ca chính là trưởng tọa đời mới của Đan Đạo Thành. Phó Cao Vân bỏ xuống một quả bom nặng cân, ầm, um, tất cả mọi người thái ra kinh đến phun ra đầu lưỡi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Hóa ra, lai lịch của Lăng Hàn lại kinh người như vậy, tất cả mọi người bị sợ rồi trưởng tọa mới của đan đạo thành A, quyền thế ngập trời cỡ nào. Chỉ là lang hàn cũng quá trẻ tuổi đi, hoàn toàn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Nhưng nếu không phải như vậy, Phó Cao Vân cần ăn nói khép nép như thế. Mọi người càng thêm kinh hoàng, vạn nhất lang hàn không chịu bỏ qua, như vậy chỉ cần tùy tiện nói vài câu, bảo đảm có rất nhiều người sẽ chạy tới tranh nhau tiêu diệt thái gia. Nịnh nọt đan sư, ai không muốn, huống chi lang hàn là đứng đầu đan đạo ở đông tiên vực, E là ngay cả tiên vương thấy cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Người thái gia vội vã đi vào theo, lần thứ hai thỉnh tội. Lăng Hàn vô cùng phiền phức, đuổi bọn họ ra ngoài, để trong lòng người thái gia hoảng sợ, làm sao cũng chấn định không được. Phó Cao Vân được Lăng Hàn chiêu đãi, giao tình của tiểu tử này cùng Lăng Hàn coi như không tệ, lúc này mặt dày gọi em gái của mình lại, còn có tư đồ tiểu chân. Thời điểm Phó Hiểu Vân nhìn thấy Lăng Hàn, đầu tiên là cung kính hành lễ, trong lòng thì lại than tiếc, cái duyên phận này, bỏ qua liền thực sự bỏ qua, bằng không lúc trước nếu như nàng tình chân thực ý với Lăng Hàn, nói không chắc có thể trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Tư đồ tiểu chân là kỳ hoa, tự nhiên biểu hiện khác với tất cả mọi người, nàng nhìn Lăng Hàn đánh giá một trận, tò mò nói. Người nhiều vợ như vậy, giải quyết được sao? Dù ra mặt của Lăng Hàn đã dày như tường thành, nghe vậy cũng không khỏi đỏ một hồi, nữ lưu manh này, nhìn dáng dấp là vĩnh viễn không thể thay đổi. Hắn giả vờ không nghe thấy, cùng phó Cao Vân chạm cốc chè chén, hắn ở ly hận thành mấy ngày, cao tầng phó gia cũng từng cái đến đây bái kiến, lăng hàn xem ở mặt mũi của phó cao vân, cũng chiêu đãi một hồi. Đám người nhạc trấn sơn không muốn cùng lăng hàn đi tới tây tiên vực, bọn họ đã ở đây quen, ngay cả phong phá vân cùng mộ dung thanh cũng đã có hồng nhan chi kỷ, không muốn vung kiếm cất bước thiên nhai. Chuyện này, lăng hàn biểu thị tôn trọng, vợ chồng lăng đông hành cũng biểu thị muốn ở chỗ này, dù sao nơi này có người quen biết của bọn họ, có thể coi như là cố hương. Lăng Hàn gật đầu, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là làm hết sức ở trong 3 vạn năm để bọn người cha mẹ đạt đến thăng nguyên cảnh đỉnh cao, như vậy chờ hắn luyện ra tiên vương đan, mọi người đều có thể thành tựu tiên vương, hắn cũng có thể an tâm đi tới siêu vị diện cao đẳng. Lăng Hàn bắt đầu tiến hành đặc huấn đối với mọi người. Ngõ lý hỗ trợ, hắn ở nghiên cứu lực lượng thiên địa rất có kinh nghiệm, có thể để người tránh khỏi bình phong cảnh giới. Chương 2677 Thiên Cấm, tỷ như chạm trần phải đến chạm trần lý cảnh, phân hồn lại phải đến bí cảnh khác, như vậy 3 vạn năm căn bản không đủ, bí cảnh mở ra không phải là do ai định đoạt. Ngõ lý hỗ trợ, liền có thể tránh khỏi những thứ này. Ngược lại đã thiếu nợ thứ này không ít, hơn nữa trong tay Lăng Hàn cũng xác thực nắm giữ rất nhiều vật liệu tiên vương, tỉ như lục ca tiên kiếm, tỷ như tiên vương giới chỉ, còn có một khối nhỏ tiên kim, đủ để thanh toán. Bởi vậy, ngõ lý cũng rất ra sức mà tiến hành tính toán thôi diễn, tìm kiếm biện pháp có thể tránh khỏi thiên địa bí cảnh ràng buộc. Điều này ngay cả thiên tôn cũng không làm được, nhưng ngõ lý có thể, bởi vì hắn là sản phẩm dùng mấy trăm kỷ nguyên tài nguyên của một vị diện. Quả nhiên, không lâu sau đó ngõ lý liền có phương án, điều này cần dùng đến lực lượng thiên địa, cưỡng ép để thăng lên. Lực lượng thiên địa, cấp độ ở trên quy tắc, lang hàn nhìn xuống phương án, cái này hoặc là do thiên tôn ra tay, dẫn vào một ít thiên địa bí lực, hoặc là chính hắn vận dụng quyển trục vị diện, hấp thụ một ít lực lượng trong đó, dẫn vào trong cơ thể người được thi thuật loại phương pháp thứ nhất an toàn, nhưng đi đâu tìm thiên tôn ra tay. Tuy vô nhạc, chu Hằng đều rất để mắt hắn, nhưng không có nghĩa là lăng hàn chuyện gì cũng có thể nhờ bọn họ ra tay, hơn nữa cái này còn không phải sự tình một lần hai lần, mà là muốn rất nhiều lần. Bởi vậy, Lang hàn quyết định tự mình đến, hắn khổ sở tu luyện, các loại tài nguyên đập lên người, tinh huyết tổ vương càng như nước lã. Ba ngàn năm sau, hắn rốt cuộc rèn luyện linh lực một lần, linh lực trong cơ thể cơ bản hóa thành nguyên lực, nhưng còn chưa tinh khiết. Thang Nguyên đại thành, sau đó, hắn còn phải không ngừng rèn luyện nguyên lực, cũng lấy ra thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng, tích lũy số lượng. Cánh cửa đại thành này vừa mở ra, hạn mức tối đa thể thuật của hắn cũng tăng thêm một bước, sinh mệnh lũy thừa bay thẳng 4800, chiếu nhìn như vậy, hắn thật có khả năng ở thời điểm đại viên mãn nắm giữ sức chiến đấu của tiên vương. Lời này nói ra, khẳng định không có ai tin tưởng, Thang Nguyên cảnh lại có thể ngang hàng tiên vương. Cho dù là tiên vương yếu nhất, tu vi của những người khác cũng bão táp có lăng hàn không ngừng đập đan dược, lại thêm ngõ lý chỉ đạo. nếu như tiến cảnh còn không mau liền thật phải nói tiếng xin lỗi. lăng hàn rất vui mừng, ngay cả cha mẹ thiên phú võ đạo thường thường cũng nhanh chóng tăng lên, nhưng muốn ở trong bốn vạn năm đạt đến thăng nguyên đại viên mãn khó. bốn vạn năm sau, hắn là nhất định phải đi, vậy hắn chỉ có giao tiên vương đan luyện ra cho cha mẹ, để bọn họ tự mình dùng. tin tưởng có đám người tử thành đại sư trông nom hẳn là không có vấn đề mà hắn cũng rốt cuộc luyện ra viên đan dược cấp tiên vương thứ nhất, náo động toàn bộ đông tiên vực. Mấy trăm triệu năm, đông tiên vực rốt cuộc ra một tên ngũ tinh đại sư. Đan đạo thành tự nhiên như điên rồi, toàn thành trên dưới vui mừng, vì thế đương nhiên phải tổ chức đại yến, mời tất cả các đại nhân vật tới đây. Mỗi một vị tiên vương cũng thu được hiệp mời, mà đại bộ phận tiên vương cũng rất nể tình, quyết định lại đây tham gia. Bọn họ cũng thu được tư liệu liên quan tới Lăng Hàn, chính là siêu cấp đế tinh, không chỉ tất thành tiên vương tầng 9, thậm chí khả năng thành tựu thiên tôn. Chỉ nhìn tiềm lực của Lăng Hàn, rất nhiều tiên vương cũng phải hạ mình kết giao. Bởi vậy, thời điểm đại yến đến rất nhiều tiên vương, không giống lần trước Lăng Hàn tiếp nhận vị trí trưởng tọa, thế lực tiên vương chỉ phái ra đại biểu, so sánh liền có thể nhìn ra địa vị của Lăng Hàn bây giờ biến hóa lớn ra sao. Trong đan đạo thành, mỗi người vui sướng, có một vị trưởng tọa như vậy, bọn họ tự nhiên cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả tạ dương băng cũng hoàn toàn phục. Lăng Hàn lại là ngũ tinh đại sư, đây là tồn tại hắn phải ngước nhìn, có thể lại qua một kỷ nguyên, hắn có thể trở thành ngũ tinh đại sư, nhưng cũng chỉ là có khả năng, càng là chuyện xa xôi sau này. Trong tiên vương cũng tới một chút cự phách, tỉ như vĩnh xương tiên vương, người ta là nhân vật tầng 8, ở đông tiên vực càng là cường giả số một số 2, mang theo nghiêm tiên lộ tự mình lại đây, cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Lăng huynh, nghiêm tiên lộ cũng vui sướng, chúc mừng, chúc mừng, Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, gần đây lời nói như vậy hắn nghe hơi nhiều lỗ tai muốn chán rồi người hiện tại là tu vi gì có thể đuổi kịp ba vạn năm kỳ hạn không nghiêm tiên lộ hỏi lúc này lang hàn mới lên tinh thần nói hẳn không có vấn đề hắn lo lắng không phải sự tiến bộ tu vi mà là vật liệu luyện chế tiên vương đan hiện tại hắn mở rộng tài lộ bởi vì luyện chế tiên vương đan cần tài nguyên khủng bố cho dù hắn tóm lấy rất nhiều gia sản của tổ vương dị vực cũng không đủ hết cách rồi rất nhiều thứ dị vực ở đây dùng không được Quy tắc không giống, lực lượng thiên địa không giống, kém quá nhiều. Nghiêm tiên lộ nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói. Ta nhận được tin tức, có mấy người muốn ở trên tiên lộ đánh lén ngươi. Lang hàn cười cợt, hả, thật sao, tiên vương không thể bước lên tiên lộ, như vậy thời điểm hắn đạt đến thăng nguyên đại viên mãn, chỉ là sức chiến đấu ở trên quy tắc liền có thể quét ngang tất cả thăng nguyên, huống chi thể thuật có khả năng cực cao đạt đến cấp bậc tiên vương. Tiên vương không ra, ai là đối thủ của hắn? Lang Huynh tuyệt đối không thể bất cẩn, trong những người này thật sự có một ít siêu cấp quái vật, từ mấy tỷ năm trước liền nắm giữ thực lực quét ngang thăng nguyên, chỉ là tiên lộ chưa mở, bọn họ không cách nào đặt chân tiên vương cảnh. Nghiêm tiên lộ nghiêm nghị nói, nhiều năm như vậy mài rũa, thực lực của bọn họ sâu không lường được, có mấy cái thậm chí còn nắm giữ một chút thủ đoạn của tiên vương. Lang Hàn nhất thời thấy hứng thú, thật sự, nghiêm tiên lộ thực sự là dở khóc dở cười, đối thủ mạnh đến nỗi sắp nghịch thiên rồi, người lại còn hứng thú giạt rào phải biết, bọn họ là muốn nhầm vào ngươi A. À. Dựa theo sư phụ ta nói, những người này có thể tiến vào một loại trạng thái, được gọi là thiên cấm, ở dưới thiên cấm, bọn họ tương đương với thành tựu tiên vương, không có một thăng nguyên cảnh nào là đối thủ của bọn họ. Hắn vội vã cảnh cáo, lang hàn càng ngày càng có hứng thú, thiên cấm, đây là trạng thái thế nào, ta không biết, chỉ có cấp bậc đế giả, đạt đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lại lắng động vô số năm mới có khả năng ngộ ra thiên cấm. Nghiêm tiên lộ nói chương 2678, tiên lộ hiện. Thiên phú võ đạo không giống, có thể tiến vào thiên cấm thời gian cũng khác nhau. Lăng Hàn Nha một hồi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng chiến ý đã hừng ngực giấy lên, hắn muốn chiến đối thủ như vậy. Trong đời này, tùy thích thiện tử, Già Lan là đế tinh cao quý, nhưng bởi vì thời gian tích lũy, bọn họ không thể tiến vào trạng thái thiên cấm, nhưng kỳ vô danh nhất định có thể. Bởi vì hắn là tiên vương tầng 9 mạnh mẽ nhất chuyển thế, khẳng định nắm giữ trạng thái như vậy lại có thể cùng kỷ vô danh chiến đấu lăng hàn nhiệt huyết sôi trào một đường đi tới cũng chỉ có kỷ vô danh mới cho hắn áp lực để hắn cực kỳ quý trọng đối thủ này nghiêm tiên lộ chỉ có phần không nói gì hắn bản ý là nhắc nhở lăng hàn nhưng đã quên thứ này chính là phần tử háo chiến đám đế giả như dị trình tử tâm phú chu cũng lục tục bước đến cũng khéo bọn họ nguyên bản là ở thánh nguyên học viện vừa vặn có việc trở về nếu không nhất định sẽ bỏ qua việc trọng đại này lăng hàn cùng mọi người uống rượu tán gẫu dòng dã hơn một tháng, lúc này mới giải tán. Hắn bắt đầu toàn tâm tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi người đều đang nhanh chóng tăng lên tu vi. Mười ngàn năm đi qua, vợ chồng lăng đông hành cuối cùng thành công bước vào chảm trần, hơn nữa là dùng biện pháp đặc thù của ngõ lý, không cần chặt đứt trần duyên. Chảm trần như vậy so với chảm trần phổ thông còn muốn yếu hơn, nhưng lăng hàn không đáng kể, hắn muốn chỉ là cảnh giới, chỉ cần sau này có thể tăng lên tới thăng nguyên cảnh, như vậy liền có thể lấy tiên vương đan cưỡng ép rút đến tiên vương. Ngay cả vợ chồng lăng đông hành cũng có thể bước vào chảm trần những người khác liền không cần phải nói, tiến cảnh càng nhanh hơn. Lăng Hàn còn chưa hoàn thành rèn luyện nguyên lực lần thứ hai, lại qua năm ngàn năm, hắn mới rốt cuộc hoàn thành vượt qua, bước vào thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Giới hạn trên cảnh giới vừa mở, sức chiến đấu của hắn lần thứ hai bão táp, sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.999 điểm. Tiêu chuẩn thấp nhất của tiên vương là 5.000 điểm, kém một chút, lang hàn kinh ngạc, hắn yếu hơn tiên vương một điểm, tựa hồ trong thiên địa có một loại hạn chế, người không phải tiên vương liền không có khả năng nắm giữ sức chiến đấu tiên vương. thế nhưng chỉ thiếu một chút mà thôi, thật có thể nói là không có khác biệt. đồng dạng, phòng ngự lũy thừa của hắn cũng kém 5 ngàn một điểm, nói cách khác, tiên vương tầng một ra tay có thể đả thương thậm chí đánh chết hắn, nhưng cần nổ ra vô số lần, phòng ngự như vậy e là ngay cả tiên vương tầng một cũng đau đầu. đến một bước này nguyên lực trong cơ thể lăng hàn cơ bản đã cực kỳ tinh khiết hắn cần làm chính là lớn mạnh nguyên lực tràn ngập toàn bộ đan điền đạt đến đại viên mãn đỉnh cao bước đi này tốn thời gian rất dài rất dài nguyên lực là tinh phí của linh lực gần như 10 vạn phần linh lực mới có thể ngưng tụ ra một phần nguyên lực có thể thấy được cái này khó khăn đến cỡ nào cần thời gian tự nhiên cũng giải đến kinh người có điều lăng hàn có đầy đủ tự tin tuyệt đối có thể ở trước khi tiên lộ mở ra đạt đến đại viên mãn đỉnh cao lùi một bước mà nói coi như kém một chút cũng không sao, tiên lộ mở ra sẽ duy trì thời gian rất dài, hắn có thể ở trong tiên lộ tu đến đại viên mãn đỉnh cao. Hồ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ đều chắc chắn ở trước khi tiên lộ mở ra đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, nhưng những người khác thì đừng nghĩ đến, kém không phải nhỏ tí tẹo. Lăng Hàn lần thứ hai đặt tinh lực ở trên đan đạo, hắn nhất định phải để tỷ suất luyện chế ngũ tinh đan dược thành công tới tình trạng trăm phần trăm, nếu không, đến thời điểm hắn luyện chế tiên vương đan, cho dù chỉ thất bại một lần, hắn cũng sẽ cực kỳ đau lòng. Dựa vào máy kiếm tiền kinh người của Đan Đạo Thành, tài sản của Lăng Hàn càng ngày càng dày, phân số có thể luyện chế Tiên Vương Đan cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, còn thiếu Tiên trùng, đây chỉ ở trên Tiên lộ mới có thể đạt được. Một trăm năm, một ngàn năm, mười ngàn năm, thời gian trôi mau. Tiếc nuối duy nhất của Lăng Hàn chính là còn không có tìm được con trai, không biết đứa trẻ chẳng ra gì này hiện tại thế nào rồi. Có vợ liền không muốn cha mẹ, lâu như vậy cũng không trở lại thăm gia đình. Khi hạn ba vạn năm sắp đến, đám người Lăng Hàn lần thứ hai lên đường, chuẩn bị đi tiên lộ, thành tựu tiên vương. Mỗi người bọn họ đều có chút kích động, tiên vương a, cấp độ cao nhất tiên vực. Thiên Tôn không tính, dù sao số lượng quá ít ỏi, một tay cũng có thể điểm được. Lăng Hàn, Hổ Nữ, Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ tự nhiên đều đạt đến thăng nguyên đại viên mãn đỉnh cao, Tiểu Khủng cũng không kém bao nhiêu, sau khi nó thích ứng phương pháp tu luyện mới, đã trở lại thăng nguyên cảnh đại viên mãn, sức chiến đấu khủng bố. Bốn người bọn họ, lại thêm ngõ lý, một đường hướng bắc, ở phương bắc trên đại lục này, liền có lối vào tiên lộ. Tuy tiên lộ tên là đường, nhưng kỳ thực là một bí cảnh to lớn, đông tiên vực, tây tiên vực đều có đường đi vào, mỗi cách 10 tỷ năm mới xuất hiện một lần. Năm người lăng hàn trèo non lội suối, trải qua 3 năm, đi tới lối vào tiên lộ. Lúc này, cách tiên lộ mở ra đại khái còn có 2 năm thời gian. Thời gian cũng không cố định, có lúc sẽ sớm một chút, có lúc sẽ chế một chút, vì lẽ đó mọi người đều sẽ tận lực tới sớm một chút đám người nghiêm tiên lộ bởi vì đều tu luyện ở trong thánh nguyên học viện vì lẽ đó bọn họ sẽ từ lối vào của tây tiên vượt tiến vào tiểu tử thúi cầu ra đến đưa ngươi đoạn đường cuối cùng đại hát cầu không biết từ nơi nào xông ra lăng hàn không khỏi sạm mặt hắn lại không phải sắp chết tại sao nói đoạn đường cuối cùng cái con chó chết này chính là miệng tiện lăng hàn hừ một tiếng nói ngươi tu ra lực lượng thiên tôn chưa tiểu tử thúi cầu ra đang muốn tìm người tính sổ. Đại hắc cầu khó chịu, người đó là cái phá công pháp gì, còn mô hình, công thức, phi, cầu ra nhiều năm như vậy cũng không có làm rõ. Lăng Hàn cười to, mình ngốc, tuyệt đối đừng trách người khác ra để mục khó. Đại hắc cầu không để ý tới hắn, kéo ngõ lý đến một bên, một người một chó không biết lặng lẽ nói cái gì, Lăng Hàn cũng lười đi nghe, khẳng định là cùng tu luyện lực lượng thiên địa có quan hệ. Rất nhiều người đều nhận ra Lăng Hàn, biết hắn là trưởng tỏa của đan đạo thành, Càng là một vị ngũ tinh đại sư, dồn dập đến đây bái kiến. Chương 2679, cảm ứng lực lượng thiên địa thượng. Cho dù người đến nơi này cơ bản là thăng nguyên cảnh, đương nhiên cũng có một chút là đến xem trò vui, thực lực chênh lệch không đồng đều, số lượng rất ít, nhưng coi như có người đi qua tiên lộ, thành công làm vương, thấy lang hàn cũng phải khách khí. Hoàn cảnh võ đạo của Đông Tiên vực vốn không thể so với Tây Tiên vực, lại thêm tuyệt đại bộ phận đế giả, hoàng giả đều đi tới Thánh Nguyên học viện hiện tại thiên tài nơi này thật quá ít ỏi cho dù bước lên tiên lộ cuối cùng có thể tu ra tiên trùng thành tựu tiên vương cũng không nhiều chớp mắt một cái ba năm qua đi tất cả mọi người chờ đợi một ngày nào đó giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng nhất thời ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới nhìn kỹ phát hiện đây cũng không phải là cầu vồng tầm thường không chỉ chín màu hơn nữa một đầu ở đây một đầu khác liên tiếp bầu trời sao vô tận tiên lộ xuất hiện không biết là ai nói một câu nhất thời, quần tình sôi trào. Có mấy người đã tới nơi này không chỉ một lần, có mấy người là lần thứ nhất, loại tâm tình kích động kia thật khó có thể nói. Bọn họ tràn ngập tự tin, cho rằng người khác thất bại là chuyện của người khác, mình nhất định có thể được. Ngõ lý, người có đi hay không? Lăng Hàn quay đầu lại hỏi. Không đi không đi, đại hát cầu liên tục lắc móng vuốt. Hiện tại hắn là người của cầu gia, người cũng đừng có ý đồ với hắn. Ngõ lý thì ở một bên khó chịu không lên tiếng, như ngầm thừa nhận. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, không biết đại hắc cầu đánh đổi cái gì, để ngõ lý đáp ứng hợp tác với hắn. Ân, 8 phần 10 là tiên kim, thật giống như ngõ lý chỉ lấy đồ chơi này, mà đại hắc cầu là tiên vương tầng 9, nhất định có thể lấy được tiên kim. Được, vậy chúng ta đi. Bốn người Lăng Hàn xuất phát, đi về phía cầu vồng. Bọn họ không phải là người thứ nhất, đã có thật nhiều người bước lên, nhưng đi chưa được mấy bước liền từ phía trên tuột xuống, để những người khác bay lên tán loạn, muốn trực tiếp từ giữa bầu trời hạ xuống, nhưng kỳ quái chính là từ giữa bầu trời là không cách nào rơi xuống cầu vồng bốn người lăng hàn cũng leo lên cầu vồng cảm giác đầu tiên chính là trơn để bọn họ thân hình bất ổn suýt chút nữa té xuống chẳng trách có nhiều người đặt chân bất ổn như vậy xác thực tu vi thang nguyên cảnh ở đây tựa hồ cũng mất đi tác dụng bởi vì đây là thiên địa bí cảnh lực lượng to lớn ngay cả tiên vương cũng không cách nào ngang hàng tại sao thăng nguyên cảnh khó có thể thành tựu tiên vương như vậy không nói tìm kiếm hoặc tu ra tiên chủng hoàn chỉnh ngay cả muốn thông qua con đường này tiến vào tiên lộ chân chính cũng khó như lên trời. Chỉ thấy từng thang nguyên cảnh thật giống như người đang học bước đi, đi vài bước liền té một cái, cực kỳ thảm bại. Lăng Hàn nhìn một chút, hiện tại người đi xa nhất cũng chỉ miễn cưỡng đi ra 30 trượng, đại bộ phận người đều ở phạm vi 10 trượng bay nhảy, trông rất buồn cười. Chính hắn đi qua, cũng có lĩnh hội rất sâu sắc. Tại sao khó đi? Bởi vì cầu vòng này là do quy tắc ngưng tụ, hơn nữa là chín loại quy tắc không ngừng biến hóa, không phải người tu luyện quy tắc đối ứng thì sẽ bị nhầm vào nghiêm trọng, dễ dàng liền trượt xuống dưới. Muốn qua cầu, có thể. Thứ nhất người tinh thông chín loại quy tắc này, như vậy bất luận quy tắc biến hóa làm sao cũng có thể thông dòng đối mặt. Nhưng dưới tiên vương, ai có thời gian nhàn nhã đi tu luyện quy tắc khác như vậy? Coi như tu luyện, vậy gộp lại cũng chỉ hai, ba loại mà thôi, 4 loại, 5 loại. Xin lỗi, không có nhiều tinh lực như vậy, vì lẽ đó muốn tinh thông chín đạo quy tắc đây thực sự là nói chuyện viễn vông thứ hai ở trên một đạo quy tắc nắm giữ đạt đến trình độ cao nhất như vậy bất luận ngoại giới biến hóa làm sao ta cũng bất biến ứng vạn biến cái này tự nhiên cũng là một loại biện pháp tuy phải cẩn thận cẩn trọng nhưng thích hợp đại đa số võ giả như nữ hoàng hổ nữ nhu yêu nữ cũng tình tu một đạo quy tắc chỉ là bởi vì thái trụ vô cực thể ở trên quy tắc thời gian cũng có trình độ tương đối các nàng vẫn có thể vững bước tiến lên tốc độ không nhanh nhưng từng bước vững chắc Lăng Hàn tu mỗi một cảnh giới, mỗi một loại quy tắc đến trình độ hoàn mỹ, bởi vậy, chỉ bằng vào một đạo quy tắc hắn liền có thể nhàn nhã vượt qua, huống chi hắn nắm giữ số lượng quy tắc đạt đến bao nhiêu. Nhưng Lăng Hàn đi ngược lại con đường cũ, không có sử dụng bất luận quy tắc gì, cứ như vậy bước đi. Thể thuật của hắn lấy lực lượng thiên địa rèn luyện ra, tầng thứ này còn ở trên quy tắc, Lăng Hàn muốn thử một chút ở đây có được hay không. Mới đầu, hắn căn bản đạp không lên cầu vồng, ngay cả thăng nguyên cảnh nhỏ yếu nhất cũng không bằng, cái này gợi ra rất nhiều người cười thầm, chỉ là bởi vì kiêng kỵ thân phận trưởng tọa đan đạo thành của hắn, không có một người dám bật cười, nhưng xì xào bàn tán là khó tránh khỏi. Luyện đan chạy tới xem náo nhiệt làm gì, người thấy đan sư nào thành tựu tiên vương chưa, thiên phú không giống, đâu có thể nào ở trong hai lĩnh vực đều thành vương. Phải, ngũ tinh đan sư đã quá trâu bò, bản thân còn muốn trở thành tiên vương. Những cái này là người mí mắt mỏng, ở một bên nói mát, nhưng cũng chỉ là trâu đầu ghé tai nói nhỏ, người nào cũng không dám để Lăng Hàn nghe được. Kỳ thực Lăng Hàn nghe được, nhưng hắn không thèm để ý, hiện tại hắn còn cần lưu ý ánh mắt của những cặn bã này sao? Thật giống như một con cọp, mặc cho con kiến khiêu khích làm sao, cũng căn bản không cần đi để ý tới. Lăng Hàn bảo các nàng nữ hoàng không cần chờ mình, ngược lại nếu như hắn lạc hậu quá xa, liền vận dụng lực lượng quy tắc truy đuổi, tin tưởng leo lên đỉnh cầu vòng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hắn đối với bản thân tiên lộ cực kỳ có hứng thú. Trước đó Hắn cố ý hỏi qua vĩnh sương tiên vương, lại để cho ngõa lý phân tích thôi diễn, cho rằng tiên lộ có khả năng cực cao là hạt nhân tiên vực, chỉ ít cũng là địa phương tiếp cận hạt nhân. Vì lẽ đó, nơi này có thể bắt lấy bản chất của quy tắc, thậm chí thay đổi thành tiên trùng, có thể trồng ở trong óc võ giả, cùng quy tắc tương thông, ta tức quy tắc, ta tức thiên địa. Lăng Hàn lưu ý chính là, nếu tiếp cận hạt nhân, hắn không phải có thể cảm ứng được lực lượng thiên địa chứ.